Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 341, sát hạch thất bại. 1. Thuần phục một con chim. Vừa nghe nói như thế, xung quanh vốn đang ồn ào náo động lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị chặn miệng, mỗi một người lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn qua. Ngươi là mắng chửi người, hay không thuần phục được cái gì, không chịu cầu tiến. Người này không phải thấy mấy người trước đó sát hạch mấy người, không phải nhất đẳng chính là nhị đẳng, đã sợ tới choáng váng chứ. Thuần phục một con chim, con mẹ nó, ta vẫn thuần phục một cây búa. Dám nói chuyện với hồng thú sư như vậy, lá gan thật lớn. Đây không phải là gan lớn, mà là đầu óc có vấn đề. Hắn thuần phục một con chim, ta còn thuần phục một cái cầu. Nói như vậy, ta thuần phục một cây ớt, thật ra chúng ta đều thuần đồ, có đúng đều có thể sát hạch thuần thú sư hay không? Trầm mặc một lát, gian phòng lập tức vang lên tiếng cười. Trời ạ! Từ khi thú đường thành lập tới nay, sát hạch vô số thuần thú sư, vẫn là lần đầu tiên có người không thuần phục thứ gì, nói quang minh chính đại, tươi mát thoát tục như vậy. Cái gì cũng không có, ngươi chạy tới đây làm gì? Còn thuần phục một chim. Chim em gái người ấy. Lá gan có thể lớn hơn chút nữa không? Ha ha, Vân Đào, cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới còn thật sự là một nhân vật. Có thể nói ra chuyện không thuần phục man thú, đường hoàng, khí thế hào hùng như vậy, bội phục. Bội phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Cẩm Hoàng lắc đầu, sắp cười tới mức co rút. Người này có đúng là não tàn hay không? Không thuần phục cùng lắm thì thất bại, lại nói với hồng thú sư thuần phục một con chim. Đây không phải là tìm kích thích sao? Hồng thú sư tuy rằng không phải là thuần thú sư cấp bậc cao nhất của thú đường, lại luôn luôn nổi tiếng nghiêm túc. Nói chuyện như vậy, quả thực chính là không coi ai ra gì, ngang nhiên khiêu khích. Thực sự là tự mình tìm đường chết. Chu Tuyên cũng bật cười. Mệt cho mình vẫn xem người này thành đối thủ. Hiện tại xem ra, thực sự mất mặt. Vốn đang lo lắng người này có thể một tiếng khiến người ta kinh ngạc, khiến cho tất cả mọi người liếc mắt nhìn hay không. Hiện tại xem ra, liếc mắt nhìn thì có liếc mắt nhìn, chỉ có điều liếc mắt khinh thường mà thôi. Hừ, không riêng bọn họ cười, Mạc Vũ tiểu thư cũng chắp hai tay ở sau lưng, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết khẽ nâng lên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Có thể thuần phục thì thuần phục không được, lần sau trở lại, lòe thiên hạ như vậy, thu hút sự chú ý của người khác. Cho dù có thiên phú cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Mọi người cười nhạo, hồng thú sư đứng một bên, thiếu chút nữa tức nổ phổi. Tóc hắn cũng đứng lên, hàm răng nghiến ken két, còn thiếu chút nổ tung. Ngươi nói cái gì? Làm thuần thú sư tiếng tăm lừng lẫy ở thú đường, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị khiêu khích như vậy. Chim em gái ngươi, tới đây, ngươi qua đây, đưa cho ta xem. Không lấy ra được. Có tin ta lấy gốc rễ của chính ngươi xuống làm cầu để đá hay không? Ta là nói, thuần phục một con chim, thuần phục một chim kỳ lạ. Lúc này Vân Đào mới phát hiện mình nói sai, giải thích một câu, miệng huýt sáo. Trong không trung, ô ô, hai tiếng, con chim kỳ lạ bay tới. Con chim này tiến vào thú đường lại tự mình bay loạn, cũng không có chú ý tới ai. Man thú trong thú đường cơ bản đều dài khoảng 3, 4 thước. Cho dù nhỏ, cũng chỉ ít cao chừng một người, lớn chừng một bàn tay như vậy, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một con chim sẻ, chim hoang, không có chút bắt mắt nào, căn bản sẽ không có người nào nghĩ nó là man thú bay. Hơn nữa, cho dù suy nghĩ, cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thuần thú sư thuần phục man thú, bình thường đều sử dụng để chiến đấu. Tệ nhất cũng trở thành phương tiện đi lại, nó nhỏ như vậy, có thể làm gì? Nói thật, xào lên cũng không đủ ăn. Cái này cũng gọi là man thú sao? Sẽ không từ lồng chim nào đó bắt tới chứ? Đùa gì vậy, ta cho là hắn nói chơi. Không nghĩ tới, thật đúng là thuần phục một con chim. Chỉ có điều, con chim này có tác dụng gì? Dùng để chơi đùa sao? Thấy Vân Đào thật sự thuần phục một con chim, hơn nữa bay tới, đầu tiên gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, sau đó lại cười vang. Nhìn Mạc Vũ tiểu thư người ta, thuần phục thanh ưng thú, cũng là một loại chim, uy vũ khí phách. Khiến người ta có cảm giác giết chóc. Người thì hay rồi, không phải giết chóc, mà là khiến người ta cười muốn ngốc. Người biết, người là tới sát hạch thuần thú sư. Người không biết, còn tưởng rằng chim trong chợ chim, qua diễn trò. Chương 342, sát hạch thất bại. 2.
Đây là man thú ngươi thuần phục. Sắc mặt hồng thú sư cũng không bởi vì chim kỳ lạ bay tới, mà tốt hơn. Hắn vẫn xám xịt giống như cương thi, âm thanh cũng mang theo sự lạnh lùng. Đúng. Vân Đào gật đầu. Thú đường có quy định, cửa sát hạch thứ hai, phải thuần phục một con man thú thực lực cao hơn so với mình. Con chim nhỏ này, một tát là có thể đánh chết. Dùng để sát hạch, ngươi xác định không nói đùa chứ? Hồng thú sư cố nén lửa giận. Ta không phải đang nói đùa. Nhìn ra giọng điệu của đối phương không đúng, Vân Đào vội vàng giải thích. Con chim kỳ lạ này, tuy rằng thoạt nhìn có hơi nhỏ, thực lực lại không thấp, hơn nữa tốc độ kia cực nhanh. Nhất định là một loại man thú. Bộp! Hắn còn chưa nói hết lời, đã thấy hồng thú sư vỗ bàn một cái, bất chợt đứng phát dậy, lông mày giật mạnh, da mặt run rẩy. Làm càn, Vân Đào, ngươi cho rằng thú đường là Hàn Vũ Vương quốc của các người sao? Muốn đến quấy rối thì đến quấy rối sao? Thuần thú phải chú ý tới tính thiết thực, hoàn toàn không qua loa được. Ngươi lấy thành tích rất xuất sắc thông qua cửa sát hạch thứ nhất. Ta vốn có cho rằng, cửa thứ hai cũng sẽ lấy thành tích rất tốt hoàn thành. Không nghĩ tới, tùy ý làm bậy, lòe thiên hạ. Ngươi bây giờ là đỉnh lực cảnh đỉnh phong, khả năng không thuần phục được man thú cường đại, nhưng ích huyệt cảnh sơ kỳ cũng có thể làm được. Chuẩn bị một con chim nhỏ, lại ở trong này giả vờ giả vịt, còn nói tốc độ nhanh, còn nói một loại man thú. Ngươi cho rằng ta mù sao? Thú đường sát hạch, ngang nhiên khiêu khích thuần thú sư sát hạch, cầm một chim hoang không biết lấy được từ nơi nào, lại dám qua sát hạch. Ai cho ngươi lá gan này? Trong mắt hồng thú sư đầy vẻ tức giận, bàn tay to ngăn cản, mang theo uy nghiêm không cho phép người khác được nghi ngờ. Cút ra ngoài, cửa thứ hai ngươi không qua, muốn sát hạch, sang năm trở lại. Hồng thú sư, ta, con chim kỳ lạ này của ta, thật sự là man thú ích huyệt cảnh. Ta cũng không phải là đối thủ. Không nghĩ tới hồng thú sư sẽ tức giận lớn như vậy, trực tiếp xử hắn không qua, Vân Đào có phần khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích. Không để yên có đúng hay không? Vân Đào, ngươi không nghe được sao? Hồng thú sư bảo ngươi cút đi, bớt ở chỗ này thêm mất mặt xấu hổ. Mặt mũi của thuần thú sư cũng bị người làm cho mất sạch. Nhìn thấy được người đối đầu không thông qua, hơn nữa còn bị chửi. Chu Cẩm Hoàng hưng phấn cười ha ha một tiếng, đi lên, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ nồng đậm. Không có kim cương rừng ôm đồ sứ sống, không có bản lĩnh thuần thú, còn ở nơi này thích thể hiện. Nếu như cho ngươi thông qua, có phải tất cả mọi người đến chợ chim mua một con chim, liền được xem là thuần thú sư hay không? Chu Tuyên cũng cười hắc hắc. Trước đó cửa thứ nhất sát hạch lý luận, bọn họ đều bị Vân Đào ép một đầu. Vốn tưởng rằng cửa thứ hai hắn còn có thể tiếp tục vượt lên đứng đầu, tài trí hơn người. Chu Tuyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này tự mình tìm đường chết. Tùy tiện thuần phục một man thú là ích huyệt cảnh sơ kỳ là được rồi, không cần lấy một con chim hoang không biết từ đâu xuất hiện. Hồng thú sư. Không để ý tới sự châm chọc của hai người, Vân Đào nhìn về phía lão già trước mặt. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ra ngoài. Hồng thú sư trợn trừng hai mắt. Cho thêm ta một lần cơ hội, ngài có thể thử một chút, con chim kỳ lạ này thực sự là man thú, hơn nữa cấp bậc không thấp. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải kết quả này, Vân Đào đầy sốt ruột. Vừa rồi cùng Trương Huyền tiền bối khoe khoang khoác lác, thành thuần thú sư sẽ giúp hắn lựa chọn man thú sử dụng. Nếu thật sự thất bại, sẽ không có cách nào thực hiện lời hứa hẹn. Đương nhiên, chuyện này cùng lắm thì ra mặt dày một chút, chỉ cần chịu nhận lỗi. Nói vậy tiền bối đại nhân đại lượng, cũng sẽ không tính toán. Quan trọng nhất chính là, sát hạch không được thuần thú sư, hơn nữa xuất hiện chuyện xấu lớn như vậy, trở lại vương quốc, sẽ gặp phải các loại chèn ép, sau đó sẽ vô duyên cùng vương vị. Còn muốn theo đuổi Mạc Vũ tiểu thư, cũng chẳng khác nào biến thành hoa trong kính, trăng trong nước, không nửa phần khả năng. Ta không muốn nói lần thứ ba, tự mình rời đi, xem như là cho ngươi lưu lại chút mặt mũi. Hồng thú sư không nghe hắn giải thích, bàn tay giơ ra ngăn cản. Nếu không phải người này là một vương tử, hắn khẳng định đã sớm một tát đánh ra, còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy sao? Cút ngay, Vân Đào, không đi nữa, có tin ta sai người đuổi ngươi ra ngoài hay không? Bước lên trước, trong mắt Chu Cẩm Hoàng mang theo sự hưng phấn vui sướng. Từ hôm nay trở đi, người này không phải là đối thủ, không quan trọng nữa. Mau chóng cút đi, lại càn quấy nữa. Ta thật sự sẽ không khách khí. Chu Tuyên cũng lạnh lùng cười, chắp hai tay ở sau lưng, trong mắt đầy miệt thị.
Ta! Sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, Vân Đào siết chặt nắm đấm. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng sát hạch thành công, không nghĩ tới lại là kết quả này, hàm răng hắn cắn chặt, đang muốn xoay người rời khỏi. Bất chợt liền nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên. Vân Đào, nếu thuần thú sư ở thú đường đều là loại giá áo túi cơm như vậy, người không sát hạch cũng được. Chỗ âm thanh vang lên, Trương Huyền lặng lẽ đứng ở trong đám người, thần sắc thản nhiên nhìn qua. Chương 343, Vân Điện Cổ Tước 1. Thuần thú sư của thú đường là giá áo túi cơm. Âm thanh này vang lên, tất cả mọi người đều nổi giận. Hắn nói cái gì? Người này là ai? Muốn chết sao? Dám châm chọc thuần thú sư, ta xem là chán sống. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn qua, muốn giết người. Sở dĩ thú đường nổi tiếng trong hậu thế, cũng bởi vì có thuần thú sư, có thể khống chế man thú. Người này không ngờ dám ở chỗ này trực tiếp châm chọc, là đầu óc có vấn đề, hay là muốn phát điên. Trầm Bích Như đứng ở bên cạnh, thân thể cũng run lên, vội vàng kéo người thanh niên trước mắt này, thiếu chút nữa ngất đi. Đây là nơi nào? Thú đường. Ở chỗ này nói thuần thú sư là giá áo túi cơm, chỉ thẳng đầu mâu vào hồng thú sư, đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Đây cũng không phải là hành động theo cảm tình, mà là trắng trợn khiêu khích. Trước đây nàng đã cảm thấy Trương lão sư này lá gan rất lớn. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, tự nhiên lại lớn như vậy. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, hồng thú sư lửa giận thoáng chút vọt tới trên mặt, da mặt đỏ ửng giống như trích ra máu. Hắn xoay đầu lại. Vân Đào, đây cũng là thái độ của ngươi đối với thú đường sao? Trương Huyền đứng chung một chỗ với đám người của Hàn Vũ Vương Quốc. Tất cả mọi người cho rằng hắn là thuộc hạ của Vân Đào. Tiền bối. Vân Đào vội vàng nhìn qua. Thời điểm Trương Huyền nói ra lời kia, hắn cũng cảm thấy phát điên rồi. Cho dù lần này gặp phải đối xử không công bằng, không có cách nào thông qua sát hạch, cùng lắm thì quay đầu lại, sang năm thi lại. Nhưng vừa nói như vậy, chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội thú đường, còn muốn sát hạch, dĩ nhiên là không thể nào. Tuy rằng thời gian hắn đi chung với vị Trương Huyền tiền bối này không dài, nhưng tu vi của hắn cao thâm, chính chắn có thừa. Làm một chuyện gì cũng dựa theo luật lệ, thế nào vào thời điểm mấu chốt nhất, lại không đáng tin cậy. Hắn vô cùng sốt ruột nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa, lại thấy thần sắc đối phương thản nhiên, bộ dạng không thèm quan tâm. Không quan tâm. Khóe miệng Vân Đào giật một cái. Đây là tâm lớn, hay là có đầy đủ tự tin đối với thực lực? Thú đường có mấy ngàn man thú, thực lực tệ nhất cũng đạt tới ích huyệt cảnh. Ở chỗ này quấy rối, cho dù là cường giả tông sư, cũng không có khả năng chạy thoát được. Nhưng trong lúc hắn vô cùng sốt ruột, muốn khuyên can, cảm thấy có chút áp lực không chịu nổi, lại thấy người thanh niên đối diện mỉm cười, đặt một tay ra sau lưng, nhìn lại. Không theo quy định không tuân thủ, man thú trước mặt không nhìn được, tùy hứng làm bậy, toàn bằng yêu ghét, không điều tra không phân biệt lại kết luận loạn. Không phải giá áo túi cơm là cái gì? Giọng điệu tâm bình khí hòa, hoàn toàn không có chút hoảng loạn. Hình như đối mặt với hồng thú sư nổi giận, cũng không thèm quan tâm. Đây là đang giáo huấn. Hồng thú sư. Người này là ai? Cho dù là phong đường chủ, cũng sẽ không nói chuyện như vậy. Thấy bộ dáng và giọng điệu của nà thanh niên, giống như là đang đạo huấn học sinh, mọi người xung quanh cảm giác đầu óc cũng sắp ngừng lại. Đã thấy người kiêu ngạo. Nhưng chưa thấy qua người lớn lối như vậy. Tiểu tử này điên rồi sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Hồng thú sư lại là thuần thú sư nổi danh ở thú đường, nói hắn toàn dựa vào yêu ghét, kết luận loạn. Đã không phải là nói giúp Vân Đào, mà là trắng trợn đánh vào mặt, nghi ngờ năng lực và chức nghiệp của hắn. Ngươi nói ta không tuân thủ quy định, không nhận biết được man thú. Bị người ta trực tiếp chỉ trích, khí tức toàn thân hồng thú sư xông tới. Hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể lao ra. Hồng Phong ta trở thành thuần thú sư đã 37 năm, thuần phục man thú 24 con, giảng dạy qua 18 học sinh, còn có 3 vị thành thuần thú sư chính thức. Mặc dù không nghĩ đến ở trong nhóm thuần thú, nghiên cứu sâu hơn, nhưng cũng không phải là loại người hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi không ngờ nói ta không tuân thủ quy tắc, không nhận biết được man thú. Rất tốt, rất tốt, ngày hôm nay ngươi không nói ra được lý do. Ta không quan tâm ngươi là người nào trong Hàn Vũ Vương Quốc, cũng đừng trách ta không nể mặt. Khí tức sôi trào, hồng thú sư để lộ ra tu vi, lại là cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong, cách nửa bước tông sư, cũng không quá xa xôi. Gào!
Theo cơn tức giận của hắn, một con man thú cực lớn cũng chui ra, cùng hắn đứng thẳng. Là một vượn lớn mắt đỏ, thân cao chừng 3 thước, nhẹ nhàng thoáng động một cái lại cho người ta sự đè ép giống như đất nứt tuyết lở. Thuần thú sư chiến đấu, đều sẽ phối hợp cùng thú sủng của mình. Con vượn lớn mắt đỏ này cũng đạt tới thông huyền cảnh đỉnh phong, khí tức dữ tợn giống như thủy triều vào tới, mang tới cho người ta áp lực còn mạnh hơn so với hồng thú sư vài phần. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người khiếp sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, không kìm lòng được lui về phía sau. Một người một thú này, nếu quả thật muốn động thủ, dựa vào thực lực và phối hợp, nửa bước tông sư cũng có thể đánh một trận. Thế nào, sai không hối cải, còn muốn động thủ với ta? Đối mặt với loại áp lực này, Trương Huyền cong tay búng vào ống tay áo, bộ dạng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng hắn cũng đạt tới thông huyền cảnh đỉnh phong, loại thêm rất nhiều thủ đoạn. Đừng nói là một người một thú, cho dù trở lại 10 vị, cũng đừng hòng mơ tưởng thương tổn được chút nào. Chuyện gì xảy ra? Lại ở thời điểm bất cứ lúc nào hồng thú sư cũng sẽ động thủ, bên trong gian phòng không khí ngột ngạt tới cực điểm, một tiếng hét lớn vang lên. Lập tức có 3 bóng người đi nhanh tới. Là Phong đường chủ và 2 vị thuần thú sư nhị tinh lô, vương. Vừa rồi hồng thú sư không phải nói bọn họ có việc bận sao? Tiểu tử này rõ ràng đang khiêu khích uy nghiêm của thú đường. Cho dù có chuyện cũng khẳng định sẽ tới. Tiểu tử này xem như là kết thúc rồi. Vân Đào cũng kết thúc rồi. Đúng vậy, Hàn Vũ Vương quốc chỉ là vương quốc nhị đẳng mà thôi, làm sao có thể chịu nổi lửa giận của thú đường. Chương 344, Vân Điện Cổ Tước 2. Nhìn thấy được 3 người xuất hiện, tất cả mọi người xôn xao một hồi. Thú đường tổng cộng có 3 vị thuần thú sư nhị tinh, lúc này tự nhiên đều tới. Đám người Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên đều có chút hả hê nhìn qua, đầy đắc ý. Vừa rồi châm chọc hồng thú sư, chỉ là mâu thuẫn cá nhân, còn có đường sống để giải quyết. Hiện tại đường chủ tự mình đứng ra, một khi trở nên gay gắt, đó chính là mâu thuẫn giữa thú đường và Hàn Vũ Vương quốc, càng khó hỏa hoãn hơn. Mạc Phú Tiểu Thư đứng ở một bên, cũng không nhịn được lắc đầu. Vân Đào cầm một con chim qua sát hạch thuần thú sư, đã đủ ngu xuẩn. Không vừa nghĩ tới thuộc hạ càng ngu xuẩn hơn. Ngay cả hồng thú sư cũng dám nói, hắn sao có thể đồng ý bỏ qua. Chuyện này một khi ầm ĩ lên, thua thiệt chỉ có thể là Hàn Vũ Vương quốc. Nàng chắp 2 tay ở sau lưng, giống như tiên tử lạnh lùng, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu tình. Không quan tâm Vân Đào có phải sẽ gặp xui xẻo hay không, đều không có liên quan gì tới nàng, nàng sẽ mặc kệ. Đường chủ, lộ thú sư, vương thú sư. Thấy bọn họ đi tới, hồng thú sư bước lên trước. Tuy rằng phẫn nộ, hắn vẫn nói lại chuyện vừa xảy ra một lượt. Người nói Hồng Phong không tuân quy củ, không nhận ra được man thú. Nghe xong lời nói này, Phong đường chủ quay đầu lại nhìn qua, ánh mắt giống như điện giật. Phong đường chủ là một lão nhân hơn 60 tuổi, thân hình cao lớn, từng động tác có chứa phong độ đặc biệt. Lại là một vị cường giả tông sư cảnh. Còn lại lô thú sư, vương thú sư, thoạt nhìn cũng vậy. Mặc dù chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, lại khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như ngọn núi cao, hình như căn bản không có cách nào chấn động được. 3 vị thuần thú sư nhị tinh, 3 đại tông sư. Chính vì bọn họ trấn thủ, tuy rằng thú đường chào giá rất cao, cũng không ai dám ở chỗ này nói lời vô nghĩa. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Ngươi cũng biết nói như vậy, chính là nghi ngờ năng lực của hắn chứ. Đối một vị thuần thú sư mà nói, danh dự sẽ mất hết. Phong đường chủ híp mắt lại. Thảo nào hồng thú sư sẽ tức giận, người thanh niên này nói như vậy, chẳng khác nào đang hoài nghi năng lực chức nghiệp của hắn. Đường đường là thuần thú sư ngay cả man thú cũng không nhận ra. Một khi truyền đi, còn làm sao có thể gặp người. Trương Huyền cũng không giải thích, bước lên trước, đi tới trong phòng, bấm tay bắn ra. Ô ô ô. Con chim kỳ lạ đứng ở trên vai Vân Đào lại bay tới. So sánh với Vân Đào, con chim kỳ lạ này càng thích nghe lời của Trương Huyền hơn. Tuy rằng hắn ngoan độc đánh nó một trận, nhưng cũng giúp nó tăng lên tu vi. Chim kỳ lạ rơi vào N trên tai Trương Huyền, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn qua, khẽ cười. Ta muốn hỏi 4 vị thuần thú sư một chút, con chim này tên là cái gì? Tên? Thấy hắn không trả lời, trái lại hỏi tên của con chim này. Mọi người đồng loạt nhìn qua. Khuôn mặt hồng thú sư trầm xuống, hừ một tiếng nói. Thứ này tuy rằng rất thưa thớt,
nhưng ta ở trên thư tịch đã xem qua miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, gọi là cốt chi điểu. Trong truyền thuyết lưng của loài chim tước này nhiều hơn so với chim tước bình thường một cái xương, dùng để chống đỡ toàn thân. Loại chim này chỉ dùng để ngắn, hoàn toàn không có chút năng lực chiến đấu nào, tất nhiên không tính là một loại man thú. Thế nào, ngươi lẽ nào muốn nói không phải? Không sai, chính là như vậy, quả thực tương tự với miêu tả về cốt chi điểu. Lô thú sư ở bên cạnh cũng vuốt chòm râu. Cốt chi điểu sinh trưởng ở sâu bên trong rừng rậm, mặt trời mọc thì hót. Tiếng hót động cửu thiên, vô cùng êm tai. Thứ này giống như lời hồng thú sư nói, dùng để ngắm nhìn thưởng thức, giá trị xa xỉ. Nhưng muốn lấy nó để sát hạch thuần thú sư, lại khó khăn. Nghe được hai người nói vậy, trên mặt Trương Huyền không có bất kỳ biểu lộ gì, mà khẽ cười, nhìn về phía phong đường chủ cách đó không xa. Quan điểm của đường chủ thì sao? Đây chắc là cốt chi điểu, lưng có thể nhìn thấy được rõ ràng một cái xương đâm nghiêng ra. Phong đường chủ cũng gật đầu. Nghe được ba vị thuần thú sư đều muốn đưa ra kết luận này, Trương Huyền lắc đầu, thở dài một tiếng, nhìn qua. Nếu các ngươi quyết định là cốt chi điểu, vậy ai trong các ngươi có thể nói tỉ mỉ một chút về đặc điểm của cốt chi điểu? Cốt chi điểu, lưng đen, miệng đỏ, móng vuốt hiện lên màu kim hoàng. Nhất là ở lưng, có ba cái lông rỗng, khiến cho thời điểm nó đang bay, đón gió phát ra âm thanh. Cho nên, tiếng hót lành lót của nó không phải từ yết hầu phát ra, mà là lông chim trên lưng. Ba lớn thuần thú sư vẫn chưa trả lời, một giọng nói khe khẽ vang lên. Người nói chính là Mạc Vũ tiểu thư vừa thi đậu thuần thú sư. Nàng nói là đặc điểm của cốt chi điểu ghi lại trên thư tịch. Chỉ có điều nàng nói còn chưa dứt lời, lại ngừng lại. Gương mặt trắng nõn có vẻ có chút khó coi, hai mắt cũng đầy nghi ngờ. Nàng nói không sai, tiếng lót lành lót của cốt chi không phải từ yết hầu phát ra, mà là từ lông chim ở trên lưng. Nói cách khác, chỉ cần nó bay, sẽ có âm thanh phát ra. Vừa rồi nó bay tới bay lui, các vị có từng nghe được không? Trương Huyền mỉm cười. Cái này, mọi người sửng sốt. Con chim kỳ lạ này vừa ở chỗ này bay qua bay lại vài vòng, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy được, thậm chí cũng không biết nó đã bay tới. Nếu như vừa rồi những lời Mạc Vũ tiểu thư đọc thuộc lòng là chính xác, lẽ nào? Đây thật sự không phải là cốt chi điểu. Con chim kỳ lạ này, móng vuốt tuy rằng cũng màu kim hoàng, lòng bàn tay đã có điểm đỏ, trán còn có màu gà, trên lưng lộ ra, không phải là một cái xương mà là ba cái xương. Trên người nó cũng không có lông chim nào phát ra tiếng. Quan trọng nhất chính là, dáng điệu của nó nhẹ nhàng, bay cực nhanh. Trương Huyền giơ con chim kỳ lạ trên tay lên, giải thích từng đặc điểm một. Mỗi lời giải thích đưa ra, sắc mặt hồng thú sư lại biến thành đen thêm vài phần. Bởi vì lúc này, hắn cũng đã nhìn ra, con chim kỳ lạ này và cốt chi điểu thật ra có phần không quá giống nhau. Nếu như không phải cốt chi điểu, vậy ngươi nói là cái gì? Hắn không nhịn được hỏi. Đặt một tay ra sau lưng, Trương Huyền khẽ cười. Là thú thượng cổ còn sót lại, Vân Điện Cổ Tước. Chương 345, xử phạt 1. Thú thượng cổ còn sót lại. Sắc mặt mọi người đồng thời thoáng đổi. Man thú chia ra làm rất nhiều loại. Thú thượng cổ còn sót lại, tuyệt đối là một trong những huyết mạch cường đại nhất. Loại man thú này theo tuổi tăng trưởng, huyết mạch trong cơ thể kích hoạt, thực lực sẽ có tiến bước nhảy vọt. Chỉ cần là thuần thú sư, đều lấy chuyện thuần phục thú thượng cổ còn sót lại làm quang vinh. Bởi vì, thực lực thú sùng tăng, thông qua khế ước nối liền, đối với người thân là chủ nhân của nó cũng có lợi ích rất lớn. Đáng tiếc, loại man thú này rất thưa thớt vô cùng, trên cơ bản đã tuyệt tích. Không ít thuần thú sư đi khắp sông dài núi cao rừng rậm, điều tra lần lượt các thần thoại thượng cổ, các loại lời đồn đại, tìm khắp cũng không tìm được bất kỳ tung tích nào. Tự nhiên nó xuất hiện ở chỗ này, còn bị vân đào. Thuần phục. Không thể như vậy được, cho dù con này không phải là cốt chi điểu, cũng không thể nào là thú thượng cổ còn sót lại. Loại này, cơ bản đã tuyệt tích. Hồng thú sư là người đầu tiên nghi vấn. Những người khác tuy rằng chưa nói, nhưng rất rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ với hắn, không thể tin được. Huyết mạch thượng cổ, từ lâu đã bị cắt đứt, cho dù có, sợ rằng cũng sớm đạt tới cấp bậc linh thú, làm sao có thể chỉ là một con man thú bình thường. Chu Cẩm Hoàng không nhịn được hừ lạnh. Cho dù ngươi muốn trốn tội, cũng không cần nói chuyện giật gân. Con chim kỳ lạ này cũng là thú thượng cổ còn sót lại sao? Đùa gì thế? Vậy ta nói con thú đầu hổ của ta là dị chủng hồng hoang.
Chu Tuyên liên tục cười lạnh. Dị chủng hồng hoang so sánh với cổ di thú còn lợi hại hơn, số lượng càng hiếm có hơn. Không riêng bọn họ như vậy, ngay cả khóe miệng Vân Đào cũng giật một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ là một con chim kỳ lạ tham ăn, vô sỉ mà thôi, thế nào lại có liên quan tới thú thượng cổ còn sót lại vậy? Phải biết rằng, nơi này chính là thú đường, một khi nói sai, phiền phức lại lớn. Ha ha! Trương Huyền mỉm cười. Nếu như ta không đoán sai, thú đường hẳn phải có phương pháp kiểm tra đo lường huyết mạch. Không tin cũng không sao, kiểm tra đo lường một chút sẽ biết được. Nếu là thú thượng cổ còn sót lại, huyết mạch tất nhiên truyền thừa từ thượng cổ xuống, có chứa lực lượng đặc biệt. Nếu thật muốn điều tra, cũng rất dễ dàng làm được. Cái này, đám người phong đường chủ, hồng thú sư liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Nếu như con chim kỳ lạ này thực sự là thú thượng cổ còn sót lại, tuyệt đối là một việc chấn động kinh ngạc toàn bộ thú đường. Bởi vì từ khi phân bộ này được thành lập tới nay, truyền thừa không dưới nghìn năm, vẫn chưa bao giờ có thuần thú sư nào thuần phục một con man thú huyết mạch thượng cổ. Theo truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ linh khí không ôn hòa giống như bây giờ, cuồng bạo mãnh liệt. Tuy rằng tu luyện làm ít công to, nhưng thời điểm đó man thú, máu giống như nước đun sôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sôi trào, mang theo lực lượng tàn sát bừa bãi. Nếu như nó thực sự là di thú, chỉ cần lấy ra một giọt máu cho man thú khác dùng, nhất định sẽ không chịu nổi. Dừng lại một lát, phong đường chủ chậm rãi nói. Huyết mạch của thú thượng cổ còn sót lại tinh thuần, cực nóng, so với man thú hiện tại, là hai loại khái niệm khác nhau. Có đôi khi một giọt máu cũng không thể chịu nổi, lập tức thiêu đốt hầu như không còn. Nếu thật muốn kiểm tra đo lường, không tính là quá khó khăn. Hắn phân phó một tiếng, một học đồ đi ra ngoài. Qua thời gian không lâu sau, hắn ôm một con man thú đi tới. Con man thú này có kích thước như thỏ rừng vậy, toàn thân trắng toát, cùng loại với thú thử đan của nghiệp đoàn của luyện đan sư, chỉ có điều, hình thể lớn hơn. Loại man thú này và thú thử đan giống nhau, thú đường dùng để thử nghiệm các loại thuốc, thức ăn. Cho. Ngón tay Trương Huyền điểm một cái. Một giọt máu lại từ trên thân của con chim kỳ lạ nổi lên, nhẹ nhàng bắn ra, bay về phía phong đường chủ. Bàn tay phong đường chủ chộp một cái, máu bị chân khí bao vây, chậm rãi đưa vào trong miệng man thú. Xèo 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 xèo. Máu vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức giống như là chảo dầu bị ném vào giọt nước, phát ra những tiếng xèo xèo. Rất nhanh toàn thân con man thú này lại trở nên ửng đỏ, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Thời gian không lâu nó đã ngừng lại, ngừng hít thở. Rõ ràng là bị huyết mạch cường đại thiêu đốt mà chết. Cái này, nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, đồng tử của đám người phong đường chủ co lại. Cũng chỉ có loại lực lượng huyết mạch này mới có uy lực như vậy. Yên tĩnh. Bên trong gian phòng yên tĩnh giống như chết. Lúc này cho dù là người ngu đi nữa cũng biết, vị thanh niên này nói không sai. Con chim kỳ lạ trước mắt này thoạt nhìn không có gì bắt mắt, thật sự là thú thượng cổ còn sót lại. Cho dù con này nhỏ như vậy, chỉ dựa vào huyết mạch trong cơ thể, so với man thú hai người Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng thuần phục lại cao quý hơn gấp mấy chục lần. Hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc, thật giống như sự khác nhau giữa kim cương và bùn loãn, không thể so sánh nổi. Ta vừa cười nhạo thú thượng cổ còn sót lại. Khóe miệng Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên co giật, bọn họ đều cảm thấy da mặt bị hung hăng tát một cái, cũng sắp muốn khóc. Đây chính là thú thượng cổ còn sót lại. Ở thú đường tuyệt đối là tồn tại có thể gây ra chấn động, lại bị bọn họ nói thành chim hỏng, không đáng một đồng. Loại năng lực quan sát này, lại còn chẳng biết xấu hổ nói mình là thuần thú sư. Truyền đi tuyệt đối sẽ bị người ta xem thành trò cười. Cho dù trở thành thuần thú sư chính thức, cũng sẽ trở thành một nét bút thất bại thảm hại trong cuộc sống, cọ rửa không xong. Chương 346, xử phạt 2. Lực chú ý của những người khác đều tập trung ở trên người con Vân Điện cổ tước này. Sắc mặt Mạc Vũ tiểu thư chợt ngưng trọng, không nhịn được nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. Ngay cả đám người phong đường chủ cũng không nhận ra được, người này lại chậm rãi nói ra, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Hắn, đến cùng hắn là từ nơi nào xuất hiện? Thiên Huyền Vương quốc loại địa phương nhỏ này, có thể xuất hiện nhân vật lợi hại như thế sao? Ta... không ngờ quyết định để Vân Đào thuần phục thú thượng cổ còn sót lại thất bại. Sắc mặt hồng thú sư trở nên trắng bệch, dường như thoáng cái già đi 10 tuổi. Thú thượng cổ còn sót lại, đây chính là tồn tại vô số thuần thú sư muốn thuần phục lại làm không được.
không chỉ khó có thể tìm kiếm, chủ yếu nhất là loại man thú này trí tuệ cực cao, bình thường sẽ không thần phục con người. Cho dù là loại thủ đoạn thuần thú của hắn, gặp phải cũng khó có thể thành công, lại bị một người chỉ là thuần thú học đồ thuần phục. Mình lại còn phán người ta thất bại, bảo người ta cút ra ngoài. Không để ý tới vẻ giật mình của mọi người, Trương Huyền bước lên trước, giọng nói khe khẽ tiếp tục vang lên. Vân điện cổ tước có thể hấp thu lực lôi điện, kích hoạt cổ mạch, xông thẳng lên trời. Loại cổ tước này và cốt chi điểu quả thực tương tự, lại cũng có không có ít chỗ khác nhau, đầu tiên là mắt. Cốt chi điểu bởi vì ăn thịt và ăn cỏ hỗn tạp, mắt đục không sáng. Cổ tước mang theo mắt sáng xuyên thấu tâm hồn người. Tuy rằng không quá rõ ràng, có chút chú ý, vẫn rất dễ dàng có thể nhìn ra được. Thứ hai là móng vuốt, không riêng lòng bàn tay có điểm đỏ, chủ yếu nhất là móng vuốt của cổ tước cứng rắn sắc bén. Minh khí bình thường đều có thể dễ dàng xé rách, càng chưa nói tới da thịt con người. Hồng thú sư nói nó không có lực chiến đấu gì, đó là bởi vì nó vẫn nhỏ tuổi, sẽ không vận dụng mà thôi. Một khi phát huy ra, đừng nói ích huyệt cảnh, cho dù là cường giả thông huyền cảnh, sợ rằng đều sẽ bị một chảo xé thành hai nửa. Đương nhiên, hai thứ này xem như là đặc điểm không dễ nhận thấy. Thuần thú sư bình thường cũng khó có thể nhận ra được. Thần sắc thản nhiên, Trương Huyền dừng lại một chút, chỉ ngón tay vào trên đầu của Vân Điện cổ tước. Rõ ràng nhất là cái màu trên đầu nó tuy rằng không lớn, lại hiện lên màu xanh đỏ, có tượng trưng của vương. Nắm giữ loại mũ đỏ này, cho dù là người không hiểu thuần thú, đều biết chim này tuyệt không đơn giản. Loại dã thú cấp bậc thấp như cốt chi điểu không thể nào so sánh. Đặc điểm rõ rệt như vậy cũng không nhìn thấy được, vừa mở miệng lại nhận định sai lệch, không cho qua đợt sát hạch. Nói đến đây, Trương Huyền lạnh lùng nhìn qua. Hồng thú sư, làm một thuần thú sư, người chính là kiểm tra man thú như vậy sao? Ta, sắc mặt hồng thú sư trắng bệch, ở dưới ánh mắt sắc bén của hắn, không nhịn được lui về sau một bước. Ai cho ngươi sự tự tin? Cho ngươi trực tiếp quyết định Vân Đào không đạt tiêu chuẩn, bảo hắn cút ngay. Trương Huyền tiếp tục hừ lạnh. Bịch bịch bịch. Bị giọng điệu của hắn ép hỏi, hồng thú sư lại không có khí thế như vừa rồi, lui về phía sau. Lúc Trương Huyền đánh cho Vân Điện cổ tước hôn mê, lại hình thành thư tịch, trong đó có giới thiệu cặn kẽ, cho nên đã sớm biết tên gọi của nó. Ban đầu, người này sát hạch cuộc thi, có chút nghiêm túc, khiêm tốn thỉnh giáo, chắc chắn hắn sẽ không giấu giếm, nói thẳng ra. Nhưng, đã vạch ra sai lầm của hắn, hắn lại còn phun ra chân khí, thậm chí gọi thú sủng lên, muốn ra tay. Mình là thông huyền cảnh đỉnh phong, có thể không e ngại khí thế và đè ép. Một khi tu vi thấp, sợ rằng vừa nãy thoáng cái miệng mũi đã chảy máu, bản thân bị trọng thương. Nếu đã xé rách ra mặt, hắn tất nhiên cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Là ta sơ suất. Sắc mặt hồng thú sư khó coi. Đối phương không có chút sai lầm nào. Cho dù hắn muốn phản bác cũng phản bác không được. Thân là thuần thú sư chịu trách nhiệm sát hạch, lại dựa theo sự vui buồn tức giận của mình, làm ra quyết định không được công bằng, suýt nữa khiến cho một viên ngọc sáng thuần thú sư có thể thuần phục thú thượng cổ còn sót lại phải bị long đong. Trương Huyền vung ống tay áo. Đây là hành vi của thú đường, nếu quả thật là như vậy, ta nói là giá áo túi cơm, lại có gì sai lầm. Ta, nghe được người đối diện đưa ra lời nghi vấn sắc bén. Thân thể hồng thú sư run rẩy, lại hoàn toàn không phản bác ra được. Trước đó nghe được lời của đối phương, còn tức giận sắp bùng nổ. Biết mình thiếu chút nữa đuổi thuần thú sư thuần phục thú thượng cổ còn sót lại đi, hắn liền hiểu được, cho dù bị người mắng như vậy, cũng không có cách nào phản bác. Sát hạch thuần thú sư, bản thân lại tuyển chọn nhân tài cho thú đường. Nhân tài như vậy bị đuổi đi, dĩ nhiên là làm trái quy tắc của thú đường. Vị tiểu huynh đệ này không nên tức giận. Thú thượng cổ còn sót lại, chủng loại phong phú, lại thêm 8-9 phần 10 đều đã chôn vùi ở trong lịch sử. Cho dù là thú đường cũng không có khả năng thống kê hoàn chỉnh tất cả các loại. Xảy ra sai sót, cũng coi như là bình thường. Phong đường chủ mỉm cười, đi lên phía trước. Như vậy đi, nếu là thú đường chúng ta sơ suất, chúng ta cũng không đùn đẩy. Hiện tại lại cho Vân Đào sát hạch một lần nữa, sau đó đưa ra đánh giá. Về phần hồng thú sư, sát hạch không nghiêm túc. Lơ là nhiệm vụ, từ hôm nay trở đi, đi ngay tới rừng thú nuôi dưỡng man thú. Trong vòng 3 năm, không được ra ngoài một bước. Nói đến đây, hắn nhìn qua. Hồng thú sư, người có đồng ý ta xử phạt như vậy hay không? Tại hạ hoàn toàn không có câu oán hận. Hồng thú sư thoáng khom người, thần sắc ảm đạm.
Một câu nói khiến cho hồng thú sư đi rừng thú 3 năm, không được ra ngoài. Điều này, quá độc ác. Rừng thú là nơi nuôi nhốt man, cùng loại với cái gọi là chuồng lợn. Bình thường đều là học đồ đi tới. Đường đường là hồng thú sư nhất tinh đỉnh phong lại ở nơi đó 3 năm. Nghe được quyết định này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay sau đó bọn họ lại nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Đây chính là hồng thú sư. Trong thú đường ngoại trừ 3 vị thuần thú sư nhị tinh ra, hắn là một trong những thuần thú sư có địa vị tối cao. Chỉ vì một câu nói của người này, hắn lại bị lưu đày tới rừng thú cấp thấp nhất làm chuyện, 3 khổ sai năm không được ra ngoài. Loại năng lực và thủ đoạn này cũng thật đáng sợ. Mọi người mang theo sự kinh hoàng, làm người đương sự, Trương Huyền lại lặng lẽ truyền tin cho Trầm Bích Như. Cái này, rừng thú là nơi nào? Trừng phạt như vậy có nặng hay không? Đôi mắt thanh tú của Trầm Bích Như trợn tròn, vẻ mặt muốn phát điên. Chương 347, Mạc Vũ tiểu thư khiêu chiến 1. Đối với người thanh niên trước mắt này, Trầm Bích Như càng lúc không hiểu nổi. Rừng thú là chỗ để thả man thú, bẩn loạn không chịu nổi. Nuôi nấng man thú ngược lại cũng thôi, chủ yếu nhất là mỗi ngày quét dọn phân và nước tiểu của bọn chúng, tắm rửa, thu xếp, cắt lông. Đường đường là thuần thú sư chính thức ở chỗ này 3 năm không ra, xem như là trừng phạt lớn nhất. Chỉ cần là thuần thú sư, cho dù là học đồ, thậm chí người đã tới thú đường, đều biết điều này đại biểu cho cái gì. Hắn không ngờ hỏi đó là nơi nào, trừng phạt có nặng hay không. Ngươi là đang đùa giỡn với ta hay sao? Nếu như ngươi không hiểu thuần thú ngược lại cũng thôi. Mấu chốt nhất chính là, ngươi dễ dàng thuần phục báo kim thân thiết tiễn và vân điện cổ tước, cũng khiến cho bọn chúng thăng cấp. Hơn nữa, nhận ra thú thượng cổ còn sót lại ngay cả đám người phong đường chủ cũng không nhận ra. Chuyện hiếm thấy ngay cả phong đường chủ cũng hoàn toàn không hiểu, ngươi thuộc như lòng bàn tay. Kiến thức thông thường đơn giản nhất, ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Đổi lại thành người khác, nhất định sẽ cho rằng, hắn tìm lý do lôi kéo làm quen với nàng, muốn thu được sự ưu ái của nàng. Nhưng đối với người thanh niên này, nàng cũng hiểu được, đối phương là thật sự không biết. Bởi vì, muốn lôi kéo làm quen, căn bản không cần hắn mở miệng, mình cũng nguyện ý. Rừng thú là, đè nén sự buồn bực trong lòng, nàng giải thích một lượt về rừng thú. Cuối cùng nàng không nhịn được hỏi. Ngươi thật sự không hiểu về thuần thú. Ừ. Trương Huyền gật đầu. Tàng thư khố của Thiên Huyền Vương quốc mặc dù có ghi chép liên quan tới thuần thú sư, cũng chỉ là đôi câu vài lời. Trên cơ bản không có nội dung gì có tính thực chất. Hắn có thể trợ giúp báo kim thân thiết tiễn và vân điện cổ tước thăng cấp, là bởi vì thiên đạo đồ thư quán và chân khí trong cơ thể tinh thuần. Lại cẩn thận nói tiếp, đối với thuần thú hắn quả thực một chút cũng không hiểu. Được rồi. Nghe đối phương xác nhận, lúc này Trầm Bích như mới lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Toàn thân đều choáng váng. Cái gì cũng không hiểu, lại tùy tiện thuần phục một con man thú, làm cho đường chủ thú đường xử phạt một vị thuần thú sư chính thức, nói tới 4 vị thuần thú sư á khẩu không trả lời được. Nếu như thật sự hiểu, còn không phải khiến thú đường ầm ĩ muốn lật trời sao? Không hiểu trận pháp, nói ra chỗ thiếu hụt, không hiểu thuần thú, thuần phục man thú. Đại ca, sau này đại ca có gì không hiểu, có thể truyền thụ cho ta một chút được không? Nói thật, ta cũng muốn, không hiểu, một chút. Trầm Bích như buồn bực muốn nôn ra máu. Vân Đào ở bên cạnh lại hưng phấn tới sắp phát điên. Bị hồng thú sư quát mắng, hắn vốn tưởng rằng ngày hôm nay mình không có khả năng sát hạch thành công. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Trương Huyền tiền bối chỉ 3-2 câu đã đối phó được. Quan trọng nhất chính là, con chim kỳ lạ này không ngờ là thú thượng cổ còn sót lại, vân điện cổ tước. Làm thuần thú học đồ. Hắn biết nắm giữ man thú huyết mạch thú cổ là chân quý tới mức nào, không nói vô giá, nhưng cũng không khác biệt lắm. Vật chân quý như vậy, hắn không ngờ tiện tay liền đưa ra, nhận thức mình làm chủ. Chờ sát hạch thuần thú sư kết thúc, nghĩ biện pháp giải trừ quan hệ chủ tớ với nó. Trong lòng hắn thoáng động, một ý nghĩ xông ra. Thú thượng cổ còn sót lại tuy rằng rất tốt, nhưng mượn thực lực của hắn bây giờ, vẫn không có biện pháp khống chế và bảo vệ. Hơn nữa, cổ tước rất rõ ràng thân thiết với vị Trương Huyền tiền bối này hơn. Chờ sát hạch thuần thú sư kết thúc, lại giải trừ quan hệ, để cho con thú thượng cổ còn sót này theo chủ nhân nó chắc hẳn nên theo. Nếu như để cho Trương Huyền biết ý nghĩ này của hắn, khẳng định sẽ cười lắc đầu. Một thú thượng cổ còn sót lại mà thôi, hắn thật sự không coi trọng.
Nắm giữ công pháp thiên đạo hình thành chân khí thiên đạo, theo tu vi nâng cao, hắn có thể tùy ý tinh lọc máu trong cơ thể man thú. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn cũng có thể nâng cao man thú bình thường trở thành thú thượng cổ còn sót lại. Quan trọng nhất chính là, cho dù huyết mạch của Vân Điện cổ tước này rất mạnh, nhưng kích thước quá nhỏ, chẳng những không có thể chở người, còn phải mỗi ngày ngồi trên vai mình, đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là yếu. Nếu như là một con hồng hoang dị thú có thể chở người bay đi, thật ra có thể suy tính một chút. Thú thượng cổ còn sót lại tiện tay thuần phục một hai con, vui đùa một chút thì có thể. Mỗi ngày mang theo, cùng tu luyện công pháp, chủ tớ phù hợp, các loại rèn luyện, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy phiền phức. Vẫn là thôi đi. Phong đường chủ tự mình sát hạch cho Vân Đào, còn lại cũng chính là vấn đề trình tự. Trương Huyền biết cổ tước đã hoàn toàn thuần phục, mức độ trung thành không thể nghi ngờ, cũng lười biếng phải tiếp tục quan tâm. Hắn lại lười biếng duỗi thắt lưng, đang suy nghĩ đi qua Thiên Vũ Vương quốc, làm thế nào tìm được độc điện. Một mùi hương tho gió đập vào mặt, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt hắn, chắp hai tay ở sau lưng, trong ánh mắt mang theo ánh sáng cương quyết không chịu thua. Có thể nhận ra Vân Điện cổ tước, kiến thức không thấp. Người chắc cũng là một vị thuần thú sư. Chính là thiên tài trước đó, Mạc Vũ. Ban đầu được đánh giá là nhất đẳng. Nàng chắc hẳn nhận được ánh mắt kinh ngạc thán phục của vô số người, kết quả người này thoáng một chút đã cướp hết phong quang, khiến cho nàng không nhịn được phát sinh hứng thú đối với người thanh niên này. Từ sinh ra đến bây giờ, ngoại trừ vị kia ra, bất luận là chức nghiệp, hay tu vi, chỉ cần nàng đi làm, đều sẽ trổ hết tài năng. Nàng vốn tưởng rằng lần này thuần thú khẳng định cũng đoạt được vị trí đứng đầu. Nhưng hiện tại xem ra, nàng khẳng định không làm được. Thanh ưng thú thông huyền cảnh tuy rằng không kém, nhưng so với thú thượng cổ còn sót lại, vẫn kém hơn rất nhiều. Ở chung cùng Vân Đào một khoảng thời gian, nàng biết người này khẳng định không có loại bản lĩnh này. Người duy nhất có thể khiến cho man thú thuần phục hắn, chỉ sợ lại là người trước mắt này, thoạt nhìn cũng không có gì xuất chúng. Không phải. Liếc mắt nhìn đối phương, Trương Huyền lắc đầu. Không phải, vậy làm sao ngươi biết được đây là Vân Điện cổ tước? Hơn nữa, có thể thuần phục được con báo kim thân thiết tiễn, còn khiến cho cổ tước cùng ngươi thân mật như vậy. Ánh mắt Mạc Vũ tiểu thư lóe lên. Có thể trở thành danh sư học đồ, năng lực quan sát tất nhiên phải có. Con báo kim thân thiết tiễn và người thanh niên này gắn bó thân mật. Cổ tước đối với hắn lại có vẻ không muốn xa rời. Nếu như không phải là thủ đoạn của thuần thú sư, nàng cũng không tin. À, có thể là vì nhân phẩm của ta tương đối tốt. Chương 348, Mạc Vũ tiểu thư khiêu chiến 2. Trương Huyền tùy ý khoát tay. Người khác cảm thấy nàng là tam công chúa của Thiên Vũ Vương quốc, cao quý vô cùng, bản thân còn là thiên tài, đáng để nịnh bợ. Đối với hắn mà nói, không đáng để ý. Nhân phẩm. Mạc Vũ thoáng lảo đảo. Thuần thú chú ý chính là tình cảm, các loại thủ đoạn, vô số mưu kế, cùng man thú đấu trí so dũng khí. Nhân phẩm, là cái quỷ gì? Người khác nói chuyện với nàng, đều không hiểu giả vờ hiểu, nói các loại khoa trương, đĩnh đạc. Người này thì hay rồi, không nói thì không nói, ngay cả nói có lệ cũng lười. Nhân phẩm, thứ này nếu như có thể thuần phục man thú, ai còn cực cực khổ khổ làm sát hạch thuần thú sư. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều được nâng ở trong lòng bàn tay, người nào nói chuyện với nàng đều lễ độ cung kính. Làm gì có người nào dám nói với nàng như vậy. Trong lòng nàng phiền muộn một hồi. Nhìn thấy được đường đường tam công chúa của Thiên Vũ Vương quốc đối mặt với Trương Huyền cũng chịu thua thiệt. Trầm Bích như ở bên cạnh âm thầm lắc đầu. Nói thật, lúc vừa mới bắt đầu đi chung với người này, nàng thiếu chút nữa cũng bị hắn làm cho nghẹn chết. Hiện tại sau khi thích ứng qua, đã tốt hơn nhiều. Ngoại trừ mỗi ngày nhận chút công kích, mỗi ngày đều bị làm mất mặt, trên lời nói chí ít đã thích ứng. Ngay cả bản tính của hắn cũng không biết, lại đã chạy tới nói chuyện phiếm, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không biết về sự tích vinh quang của Trương Huyền. Mạc Vũ tiểu thư hít sâu vài hơi, mới điều hòa được sự hít thở, ngẩng cao cổ, giống như thiên nga trắng. Không nói cũng không có gì, có thể khiến cho man thú cam tâm tình nguyện thuần phục, tính ra có chút bản lĩnh. Như vậy, có dám cùng ta so tài thuần thú hay không? Nếu như ta thắng, ngươi lại nói cho ta biết phương pháp bắt được Vân Điện cổ tước cũng như thu được thiện cảm của nó. Nếu như ngươi thắng, ta có thể cho ngươi một tấm ngọc phù chương trình học của danh sư Nhị Tinh Khương Thư. Danh sư Nhị Tinh Khương Thư. Nghe nói hắn là danh sư lợi hại nhất Thiên Vũ Vương quốc, đã đạt được Nhị Tinh đỉnh phong,
còn là người chịu trách nhiệm trong danh sư đường của Thiên Vũ. Khóa trình của hắn, cho dù chỉ có một canh giờ, cũng vạn vàng khó cầu. Thứ này không có khả năng có tiền là có thể mua được. Nếu như ta có thể có được, tu vi tuyệt đối có thể đột phá đến thông huyền cảnh, thậm chí càng cao hơn. Vì đột phá thông huyền cảnh lại dùng hết cái này, thật sự quá lãng phí. Dù thế nào cũng phải chờ tới lúc trùng kích nửa bước tông sư sử dụng, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Không ít người xung quanh đều chú ý tới mọi hành động của Mạc Vũ tiểu thư. Thấy nàng và người này nói chuyện, tất cả đều dựng lỗ tai lên. Vừa nghe được đặt cược, mỗi một người đều hưng phấn hai mắt tỏa ra ánh sáng, hít thở dồn dập. Ngọc Phú chương trình học của danh sư nhị tinh, cho dù chỉ có một canh giờ, cũng vô số người tha thiết ước mơ. Chuẩn bị không tốt có thể đột phá cảnh giới trước mặt, trùng kích càng cao hơn. Đổi lại thành ai, cũng khó có thể từ chối được sự hấp dẫn này. Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy người này nhất định sẽ trực tiếp đáp ứng, lại thấy Trương Huyền bĩu môi một cái, lắc đầu. Không có hứng thú. Ngụy trang danh sư lâu như vậy, chuyên môn trao đổi cùng đám người lưu sư, tất nhiên hắn biết Ngọc Phù chương trình học là cái gì, lại có tác dụng gì. Chỉ có điều, hắn tu luyện thăng cấp, chỉ cần có đầy đủ bí tịch, có muốn chỉ điểm hay không cũng không có vấn đề gì. Đừng nói một danh sư nhị tinh nho nhỏ, cho dù là tam tinh, tứ tinh, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Tinh cấp lớn hơn nữa, còn có thể lớn hơn thiên đạo đồ thư quán sao? Dưới thiên đạo không có gì có thể che giấu. Đừng nói tam tinh, tứ tinh, cho dù thất tinh, bát tinh, cũng không tính là gì cả. Không có hứng thú, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Vốn tưởng rằng ném ra miếng mồi lớn như vậy, đối phương nhất định sẽ lập tức đáp ứng. Kết quả, nghe được đáp án này, Mạc Vũ tiểu thư sửng sốt. Khi nàng đang muốn nói chuyện, liền thấy Vân Đào phía trước đã thông qua sát hạch, ánh sáng thủy tinh vấn tâm lóe lên. Một hàng con số chậm rãi hiện lên. 40. Cái gì? Mức độ trung thành 40. Đây là hoàn thành thuần phục. Phong đường chủ sửng sốt, bất chợt đứng phát dậy, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Không riêng gì hắn, cả phòng lập tức ồ lên. Ngay cả Mạc Vũ tiểu thư cũng khiếp sợ đến mức run rẩy một cái, quên điều vừa muốn nói. Thuần thú chia ra làm, thuần phục sơ cấp, hoàn toàn thuần phục cùng với thuần phục cao cấp. Thuần phục sơ cấp mức độ trung thành là giữa 15 đến 30, là chỉ thuần thú sư có thể triệu hoán man thú đi theo, đi tới nào, và đến nơi nào, có phần cùng loại với sủng vật nuôi trong nhà. Hoàn toàn thuần phục, mức độ trung thành của man thú là giữa 31 đến 45. Giữa thuần thú sư và man thú ký kết khế ước, có thể liên lạc với nhau. Về phần cao thâm hơn, thuần phục cao cấp mức độ trung thành là ngoài 45, lại cần phải nhiều năm rèn luyện, cùng tu luyện công pháp, cùng nhau tiến bộ. Đường đường là thú thượng cổ còn sót lại, có thể thuần phục sơ cấp đã rất lợi hại. Kết quả mức độ trung thành đạt được 40. Mặt khác nói rõ, dĩ nhiên vượt qua theo cảnh giới, ký kết khế ước. Điều này, làm sao có thể? Ngươi, làm sao làm được? Phong đường chủ không nhịn được nói. Cái này, Vân Đào có chút do dự. Nếu như không có tiện nói, không nói cũng được. Thấy bộ dáng này của hắn, phong đường chủ còn tưởng rằng có bí mật gì, không có tiện nói ra, vội hỏi. Cũng không phải vậy, nhưng thật ra là... Vân Đào gãi đầu. Công lao của Trương Huyền tiền bối. Hắn đánh cho con cổ tước này một trận, nó liền thuần phục. Chương 349, người thi thuần thú sư sao? Một. Đánh, một trận. Tất cả mọi người ngẩn người. Khóe miệng phong đường chủ cũng giật giật một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Đây chính là thú thượng cổ còn sót lại. Toàn bộ phạm vi Huyền Lạc Sơn Mạch cũng không nhất định có thể có thêm tồn tại thứ hai. Được bảo bối tốt, cố gắng che chở còn không kịp. Đánh một trận. Lại nói, thuần thú cần phải bồi dưỡng tình cảm, tăng độ phù hợp. Đánh cho một trận, có lẽ có thể khiến cho nó giả vờ khuất phục. Chỉ có điều thời gian lâu dài, sẽ xuất hiện đủ loại tai hại. Tuy nhiên, nếu như chỉ dùng thủ đoạn cứng rắn ép con Vân Điện cổ tước này thuần phục, mức độ trung thành 40 lại là cái quỷ gì? Ép buộc quả thực có thể khiến man thú thuần phục, trước đây đã từng có tiền lệ. Nhưng ép buộc man thú, cho dù ký kết khế ước, mức độ trung thành cũng chỉ là cấp thấp nhất trong hoàn toàn thuần phục, đại khái ở khoảng 31. Mức độ trung thành 40, có thể nói là thật lòng thật ý khuất phục, hoàn toàn không có một chút trái lương tâm nào, mới có thể làm được. Lẽ nào, thú thượng cổ còn sót lại cần phải dùng loại phương pháp này để thuần phục? Phong đường chủ, lộ thú sư,
Vương thú sư nhìn nhau, mỗi người đều suy nghĩ. Thú thượng cổ còn sót lại chưa bao giờ có tiền lệ thuần phục. Tất cả mọi người không biết thuần phục thế nào, vốn tưởng rằng cũng giống như những man thú khác, cần phải dùng các loại quan tâm, các loại che chở, với kết giao bằng hữu mới có khả năng thành công. Không nghĩ tới, chẳng lẽ bạo lực là đơn giản nhất? Cái này, vị Trương Huyền tiền bối này ngươi nhắc tới, không biết ở nơi nào. Chúng ta có thể thăm hỏi một chút hay không? Suy nghĩ một hồi, thật sự không nghĩ ra, phòng đường chủ không nhịn được nói. Hắn thấy, vị tiền bối này hẳn có nghiên cứu đối với thú thượng cổ còn sót lại, tất nhiên đức cao vọng trọng, hiểu về thuần thú không thấp hơn so với bọn họ. Thăm hỏi, không cần, Trương Huyền tiền bối lại ở trong này. Thoáng sửng sốt một chút, Vân Đào chỉ sang. Hắn chính là Trương Huyền, tiền bối. Phong đường chủ sửng sốt, trước mắt chợt choáng váng. Bất kể nói thế nào Vân Đào cũng là vương tử điện hạ của Hàn Vũ Vương Quốc, 27, 28 tuổi. Để cho hắn xưng hô là tiền bối, theo mấy người thấy, dù thế nào cũng phải 50, 60 tuổi. Kết quả, là người này là một người còn trẻ, vừa rồi nhận ra Vân Điện cổ tước, chưa đủ 20 tuổi. Đúng vậy, đừng thấy tiền bối trẻ tuổi, thực lực thuần thú, lại là sự thật. Thấy không, con báo kim thân thiết tiễn bên cạnh hắn, cũng vừa mới thuần phục. Từ khi gặp đến khi thuần phục, toàn bộ cộng lại, thậm chí còn chưa tới 10 phút. Rất sợ đám người phong đường chủ không coi trọng, Vân Đào vội vàng tán dương Trương Huyền một câu. Không được 10 phút, thuần phục báo kim thân thiết tiễn. Đây không phải là nằm mơ chứ. Nói bậy cũng phải có giới hạn, cho dù thuần phục sơ cấp đơn giản nhất, không 3 tới 5 ngày cũng rất khó hoàn thành. Không được 10 phút, ta tại sao cảm giác như đang nghe chuyện cười vậy? Vân Đào cũng không hạ thấp âm thanh, người trong gian phòng đều nghe được, bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau. Ngây người ra tại chỗ. Không nói đám người Mạc Vũ, Chu Tuyên, chỉ nói tới những người hộ vệ phía sau bọn họ, đều tham dự vào quá trình thuần thú, biết muốn thuần phục một con man thú là khó khăn tới mức nào. Trước hết cần phải hiểu tình hình, tập tính của đối phương, có không bạn ngẫu hay không, sở thích thế nào. Quen thuộc với tất cả những điều này, sau đó sẽ vạch ra phương án đối phó, còn không thể đường đột. Nói chung, vì thuần phục một con man thú, lại thêm công tác chuẩn bị. Thời gian không tới mấy tháng, không có khả năng thành công. 10 phút, lừa quỷ sao? Đừng nói thuần phục man thú ích huyệt cảnh, cho người con chó, 10 phút, có thể khiến cho nó ngoan ngoãn về nhà với người không? Mạc Vũ tiểu thư cũng không nhịn được nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa vừa từ chối nàng, đầy vẻ không thể tin được. 10 phút thuần phục một con man thú. Nếu như là sự thật, mình còn khiêu chiến với hắn. Vậy không phải là tìm ngược sao? Vì thuần phục con thanh ưng thú này, nàng đã tốn thời gian rất lâu, chuẩn bị trước tròn 2 tháng. Thuần phục báo kim thân thiết tiễn trong thời gian ngắn như vậy sao? Hắn, sử dụng phương pháp gì? Phương pháp dùng bạn ngẫu thu hút, phương pháp dùng ăn uống thu hút, phương pháp dùng lực lượng thu hút, hay là thủ đoạn gì khác? Lô thú sư không nhịn được nói, vừa mở miệng hắn liền nói ra hơn 10 loại phương pháp và thủ đoạn thuần thú thường gặp. Không đúng. Những phương pháp này tương đối cơ bản, thuần phục lên tương đối chậm, ta cảm thấy chắc là kết hợp nhiều thủ đoạn phương pháp, tiến hành quay tơ bóc kén dần dần, trong thời gian ngắn nắm lấy hứng thú của đối phương, khó có thể dứt bỏ. Phong đường chủ mở miệng. Những phương pháp này quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không thể hoàn thành, ta đoán, nhất định là chỉ một thủ đoạn. Lô thú sư lắc đầu. Hai người cả đời say mê thuần thú, sớm đã dung nhập nghề nghiệp này vào trong xương tủy. Nghe được thời gian thuần phục man thú ngắn như vậy, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là dùng thủ đoạn gì? Khụ khụ, phòng đường chủ, lô thú sư, Trương Huyền tiền bối. Những phương pháp này đều không có sử dụng. Nghe được bọn họ bàn luận càng lúc càng nhiều, càng lúc càng phức tạp, thậm chí rất có xu thế nghiên cứu học thuật, Vân Đào cũng không nhịn được cắt ngang lời bọn họ bàn luận. Đều không có sử dụng, chẳng lẽ là phương pháp thuần thú gì mới sao? Ánh mắt của đám người phong đường chủ nhất thời sáng lên. Phương pháp thuần thú mới giống như thủ pháp luyện đan của luyện đan sư. Một khi xuất hiện, tất nhiên gây ra sóng gió lớn. Có thể mười mấy phút thuần phục một con man thú ích huyệt cảnh cường đại, loại phương pháp này nếu thật sự truyền đi, khẳng định tất cả mọi người sẽ chấn động kinh ngạc. Không phải phương pháp thuần thú mới, mà là... Vân Đào vào đầu, hình như nhớ tới chuyện lúc trước, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 350, người thi thuần thú sư sao? 2.
Trương Huyền tiền bối cũng đánh con báo kim thân thiết tiễn này một trận. Sau đó, nó lại thần phục. A, à, cũng đánh một trận. Đám người Phong Đường chủ trợn mắt há hốc mồm. Thuần phục thú thượng cổ còn sót lại, đánh một trận, có thể nói là không giống bình thường. Sử dụng loại phương pháp này có thể đi được thông qua. Nhưng, thú đường có tiền lệ thuần phục báo kim thân thiết tiễn, tính cách cao ngạo, tốc độ cực nhanh, luôn luôn không giao lưu cùng người. Muốn thuần phục, phương pháp tốt nhất là phương pháp dùng bản ngẫu thu hút. Đánh một trận lại thuần phục. Đúng vậy, thật ra ta vốn dự định thuần phục con báo kim thân thiết tiễn này. Kết quả đánh giá thấp thực lực của nó, thiếu chút nữa bị nó giết chết. Là Trương Huyền tiền bối xuất hiện, cứu chúng ta. Tiền bối đánh nó xong, nó lại hoàn toàn thần phục, chủ động yêu cầu ký kết khế ước. Nói thật, tiền bối còn có chút không tình nguyện, nếu không phải ta khuyên can, hắn sợ rằng cũng không đáp ứng. Nhớ tới chuyện trải qua lúc trước, Vân Đào không nhịn được nói. Đánh xong lại thần phục, còn hoàn toàn thuần phục, yêu cầu ký kết khế ước. Báo kim thân thiết tiễn muốn thuần phục, còn không tình nguyện. Người khác thuần phục man thú, đều cùng nó trải qua sinh tử, tiền tài tiêu hao hết, lột một lớp da. Hắn đánh một trận lại thuần phục. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lại thoáng lắc một cái, thiếu chút nữa máu tươi phun ra. Nhất là hai người Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sắp ngất đi. Bọn họ vì thuần phục man thú bên cạnh, từ vương quốc của từng người điều động nhân lực vật lực còn tập trung vô số, các loại tiền tài. Dù vậy, vẫn chỉ là thuần phục sơ cấp, bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể mặc kệ không làm nữa. Người này thì hay rồi, tùy tiện đánh một trận, lại hoàn toàn thuần phục. Thuần thú từ khi nào đơn giản như vậy? Đánh một trận, là có thể thuần phục, có thể nhận ra thú thượng cổ còn sót lại cũng thuần phục, trong đó không có sử dụng phương pháp gì, đều là thuần thú thiên tài. Sau khi hết khiếp sợ, hai mắt lô thú sư không nhịn được tỏa ra ánh sáng. Đúng rồi, hắn có đúng, là thuần thú sư hay không? Đột nhiên nhớ tới cái gì, vương thú sư không nhịn được hỏi. Có thể dễ dàng thuần phục man thú, hẳn phải là thuần thú sư. Chỉ có điều, nếu như là phải, vì sao thú đường không có ghi lại? Hắn còn không phải, vẫn chưa tham gia sát hạch, chỉ là học tập bản lĩnh thuần thú nghiệp sư. Vân Đào nói. Trên đường đến đây, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, Trương Huyền tiền bối chưa từng tham gia bất kỳ sát hạch thuần thú nào. Dân gian có một nhóm thiên tài rất lớn, không tham gia bất kỳ sát hạch nào, lại nắm giữ thiên phú đặc biệt. Còn chưa có sát hạch, quá tốt, người giúp ta hỏi một chút, hắn có bằng lòng sát hạch thuần thú sư hay không? Chỉ cần hắn bằng lòng, ta nguyện ý sát hạch một mình hắn. Phong Đường chủ vội hỏi, có thể dễ dàng thuần phục man thú như vậy, thủ đoạn kinh người. Một khi trở thành thuần thú sư, tất nhiên hào quang vạn trượng. Phân bộ thú đường này, chuẩn bị không tốt, cũng sẽ bởi vậy nổi danh thiên hạ. Mấu chốt nhất chính là, nếu như người này thật sự giống như trong truyền thuyết, nắm giữ bản lĩnh đánh một trận khiến man thú thuần phục, tham gia đại hội kia. Tuyệt đối có thể một lần hành động đoạt được vị trí đứng đầu. Đương nhiên, hắn còn cần tự mình sát hạch một chút, tận mắt mở mang kiến thức một chút. Sát hạch thuần thú sư, ta sẽ hỗ trợ hỏi một chút. Vân Đào gật đầu, vài bước đi tới trước mặt Trương Huyền. Tiền bối, Phong Đường chủ nói, chỉ cần tiền bối bằng lòng sát hạch thuần thú sư, hắn nguyện ý một mình sát hạch cho tiền bối. Vẫn là thôi đi. Có chút do dự, Trương Huyền từ chối. Hắn có thể thuần thú, là bởi vì đồ thư quán. Nếu thật sự sát hạch, một chữ cũng không biết, khẳng định lập tức lộ tẩy. Chỉ có điều, chỉ cần cho đủ sách nhìn, cũng có thể giải quyết. Đó cũng không phải là điểm mấu chốt nhất. Quan trọng nhất chính là, thi một thuần thú phải mất hơn nửa tháng. Trước mặt còn không biết phải trải qua bao nhiêu lần kiểm tra. Chuyện kịch độc trong cơ thể, phải mau chóng giải quyết. Hắn thật sự không có quá nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Đây chính là cơ hội tốt, Phong Đường chủ tự mình sát hạch. Không nghĩ tới hắn trực tiếp từ chối, Vân Đào không nhịn được mở miệng. Phong Đường chủ đặc biệt tới sát hạch thêm, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Không ít người tha thiết ước mơ cũng không có được. Ta có chuyện quan trọng phải lên đường, dù sao ngươi thành thuần thú sư, giúp ta chọn một con man thú bay khá một chút là được rồi. Sát hạch hay không sát hạch cũng không có vấn đề gì. Trương Huyền nói. Chuyện này. Thấy hắn thực sự không quá chú ý tới việc sát hạch thuần thú sư, Vân Đào lắc đầu, có chút tiếc hận. Thật ra sát hạch thuần thú sư, chỉ cần tìm được man thú thích hợp thuần phục là được.
cũng không nhất định phải mất thời gian nửa tháng. Hơn nữa, thành thuần thú sư chính thức, không chỉ có thể tự lựa chọn man thú, cưỡi man thú của thú đường, còn không cần giao nộp bất kỳ phí tổn nào. Thậm chí có thể ở bất kỳ thú đường nào, tùy ý thay đổi vật cưỡi. Không cần giao nộp phí tổn. Còn chưa nói dứt lời, hắn liền nhìn thấy Trương Huyền cách đó không xa vô cùng bình tĩnh, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Đúng vậy, thuần thú sư chính thức có đặc quyền này, thuần thú sư nhất tinh, mượn man thú dưới tông sư cảnh miễn phí. Thuần thú sư nhị tinh, mượn man thú tông sư cảnh miễn phí. Lấy loại này suy diễn ra, đẳng cấp càng cao, địa vị cũng lại càng cao. Vân Đào giải thích, hắn còn chưa nói hết lời, đã thấy vẻ mặt Trương Huyền tiền bối nghiêm túc nhìn lại, trong giọng nói mang theo sự kiên định. Miễn phí cái gì, đều là chuyện nhỏ, không cần nhiều lời, sát hạch thuần thú sư thế nào. Nếu không, ta thi một chút thử xem. Chương 351, trên 10 vạch, 1. A. Vân Đào không kịp phản ứng. Vừa rồi không phải thái độ kiên quyết nói không sát hạch sao? Thế nào thoáng cái đã thay đổi thái độ vậy? Vừa nói cưỡi man thú bay miễn phí, lập tức là bộ dáng này. Vân Đào chỉ cảm thấy cổ họng bị sặc nước bọt, thiếu chút nữa nghẹn chết. Ở trong mắt hắn, vị Trương Huyền tiền bối này là thiếu niên tông sư, tu vi sâu không lường được. Thực lực cao không thể leo tới. Người như thế chắc hẳn là xem tiền tài giống như cặn bã mới phải. Nhưng vừa nghe thấy miễn phí hai mắt lại tỏa ra ánh sáng. Khụ khụ, cũng quá thực tế. Tốt lắm. Hắn thật vất vả nuốt nước bọt xuống, đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy Mạc Vũ tiểu thư nhìn lại, kiêu ngạo ngẩng cổ lên, trong ánh mắt lộ ra nụ cười lạnh. Sát hạch một chút thử xem. Hừ, người cho rằng thuần thú sư là trò đùa, tùy tiện là có thể sát hạch sao? May mắn thuần phục hai con man thú, đã cảm thấy thuần thú sư đơn giản. Nói thật cho người biết, chỉ riêng đại lục thông thường có tên mấy vạn loại man thú, đặc điểm thân thể, tính tình, rất nhiều đặc điểm thói quen sinh hoạt, muốn liệt kê hết, không mấy năm cũng làm không được. Vừa rồi khiêu chiến, người này tự nhiên từ chối, khiến cho trong lòng Mạc Vũ nghẹn một bụng đầy lửa giận. Lúc này thấy hắn không ngờ nói khoác không biết ngược, lập tức hừ lạnh phản kích. Còn nói sát hạch một chút thử xem. Thuần thú sư là một trong cửu lưu, một trong những nghề tương đối sát đầu, độ khó rất lớn, không thua gì luyện đan sư. Người nghĩ đi qua nơi đây, đúng dịp thuần phục một hai con man thú, là có thể sát hạch sao? Như vậy cũng giống điều chế loạn ra một loại thuốc, trị chứng bệnh, lẽ nào đã cảm thấy mình có thể sát hạch y sư? Nằm mơ, mỗi một chức nghiệp đều có hệ thống học vấn của riêng mình, ảo diệu tinh thâm, không phải một ngày hai ngày, là có thể học được. Nhất là thuần thú. Man thú tu vi thấp có thể dùng man lực chinh phục. Nhưng tu vi cao thâm thì sao? Nếu thật sự dám vô lễ, sợ rằng đối phương tiêu diệt ngươi trước. Không biết tập tính của đối phương, không biết hồng nhạn bay về phía nam, con cá bơi lội, lại dám nói sát hạch thuần thú sư. Không phải nói khoác không biết ngượng là cái gì. Mạc Phú tiểu thư, không cần tức giận với loại người kiêu căng, cái gì cũng không biết này. May mắn biết tên của Vân Điện cổ tước, không biết thuần phục báo kim thân thiết tiễn thế nào. Đã cảm thấy trời đất bao la, chỉ mình độc tôn. Trên thực tế đối với một đạo thuần thú, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Một khi sát hạch, khẳng định lập tức lộ tẩy. Chu Cẩm Hoàng bước lên trước. Thuần thú là một môn học vấn, cho dù có thiên phú, không mấy năm, cũng chỉ có thể học được ra lông. Người này cũng không phải là thuần thú học đồ, xem ra lại không tiếp xúc qua, biết hai chiêu thủ đoạn mèo ba chân đã muốn sát hạch. Chỉ là một kẻ không biết trời cao đất rộng mà thôi. Thuần thú sư không chỉ thuần phục man thú, còn phải hiểu man thú từ trong tới ngoài mới được. Dựa vào man lực đánh thắng man thú, bức bách khuất phục, lại nói mình là thuần thú sư. Đùa gì thế, nếu quả thật là như vậy, chẳng phải người người đều sẽ biến thành thuần thú sư sao? Chu Tuyên cũng cười lạnh. Hai người nhìn Vân Đào giống như nhìn kẻ thù, tất nhiên không hy vọng người đứng bên cạnh hắn cũng thông qua sát hạch. Lại nói. Người này vừa bóc mặt mũi của Mạc Vũ tiểu thư. Mình vừa lúc tiến lên giúp nàng nói, thu được sự yêu ái của mỹ nữ. Ta là may mắn thuần phục hai con man thú, hơn nữa cái gì cũng không hiểu. Nếu như vậy, vị Mạc Vũ tiểu thư này, nàng làm gì còn muốn cùng ta so tài, thậm chí còn muốn học tập xem ta làm thế nào thu được thiện cảm của Vân Điện cổ tước. Không để ý tới hai người Chu Cẩm Hoàng và Chu Tuyên xen vào, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng mỹ lệ trước mắt, thản nhiên nói. Ngươi, thân thể cứng đờ, Mạc Vũ tức, sắc mặt đỏ lên.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân phận nàng cao quý, ở chung với người khác, đều là người khác khen tặng. Làm gì có người nào dám nói như vậy? Trong lúc nhất thời, nàng bị phản bác nghẹn ở trong ngực, không biết trả lời như thế nào. Tiểu tử, người biết đang nói chuyện cùng với ai sao? Kẻ không biết sống chết. Mau chóng xin lỗi đi. Mạc Vũ tiểu thư chính miệng nói với ngươi, là may mắn ba đời của ngươi, lại còn dám phản bác. Thật to gan. Thấy người này lại dám nói chuyện với nữ thần, Chu Cẩm Hoàng và Chu Tuyên nhất thời không vui, đồng thời hét lớn. Chỉ có điều bọn họ còn chưa nói hết lời, đã thấy sắc mặt Mạc Vũ tiểu thư trầm xuống. Im lặng, không nói lời nào không ai coi các ngươi thành câm điếc. Tiểu thư, hai người sửng sốt, đồng thời ngậm miệng. Nói giúp nàng, thế nào ngược lại còn bị mắng. Chỉ có điều, giờ phút này, có là kẻ ngốc cũng biết, vuốt mông ngựa lại vỗ tới trên móng ngựa. Đều tại người này, một lát nữa ngược lại xem ngươi xấu mặt thế nào. Bọn họ càng nghĩ càng giận, lại không dám chút lửa giận đến trên người nữ thần. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là chuyển tức giận tới chỗ của Trương Huyền. Bọn họ càng nhìn hắn càng cảm thấy không vừa mắt. Mặc kệ ba người này, Trương Huyền cùng Vân Đào phía sau, đi tới trước mặt Phong Đường Chủ. Phong Đường Chủ, Trương Huyền tiền bối đáp ứng muốn sát hạch thuần thú sư. Ngài xem, khi nào thì bắt đầu. Vẻ mặt Vân Đào cao hứng, nói. Đối với vị Trương Huyền tiền bối này, hắn rất có tự tin. Hắn thuần phục một man thú, tránh chết tránh sống. Người ta đánh một trận là được, hơn nữa dễ dàng giúp đối phương thăng cấp. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, ngay cả Phong Đường Chủ cũng làm không được. Người nắm giữ năng lực như vậy, làm sao có thể sát hạch một thuần thú sư cũng không thành công. Hiện tại có thể bắt đầu, ta nghe nói, bây giờ ngươi còn chưa tham gia sát hạch. Ngay cả thuần thú học đồ cũng không phải. Phong Đường Chủ nhìn qua. Đúng. Trương Huyền gật đầu. Chương 352, trên 10 vạch. 2. Ngươi có thể thuần phục man thú ích huyệt cảnh, nhận ra vân điện cổ tước, nói rõ sát hạch thuần thú học đồ đối với ngươi mà nói không tính là gì cả, có thể miễn trừ. Phong Đường Chủ nói. Học đồ chỉ là nền tảng của nghề nghiệp. Ngay cả bọn họ cũng không nhận ra vân điện cổ tước hắn lại biết. Điều này nói rõ vị Trương Huyền này, đối với một đạo thuần thú không xa lạ gì. Một học đồ nho nhỏ mà thôi, sát hạch lên rất phiền phức, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đương nhiên, nếu như cho hắn biết, Trương Huyền đối với thuần thú cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí mới nghe nói không bao lâu, chắc hẳn hắn sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ có điều, không sát hạch học đồ, khó có thể khảo nghiệm được có hiểu rõ đối với thuần thú hay không. Đã như vậy, ta lại miễn trừ cửa sát hạch thuần thú thứ nhất, tiến đến cửa sát hạch học đồ thứ nhất. Sát hạch học đồ, chia ra làm kiểm tra lý luận, nhận rõ man thú. Sát hạch thuần thú sư chính thức là, thu được sự tán thành của man thú, thuần phục man thú. Vị Trương Huyền trước mắt này, ngay cả loại thú lạ thượng cổ còn sót vân điện cổ tước này cũng có thể nhận ra, nói rõ kiến thức cực lớn. Sát hạch nhận biết man thú cũng lãng phí thời gian. Nếu như có thể làm được thuần phục một con man thú chân chính, thu được man thú tán thành, cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, Phong Đường Chủ suy nghĩ một chút, trực tiếp thay đổi sát hạch một chút. Đồng dạng là hai lần kiểm tra, lại khác với thuần thú học đồ khác. Theo thứ tự, đầu tiên, lý sát hạch luận, cũng chính là trả lời bài thi, thứ hai, thuần phục một con man thú thực lực mạnh mẽ hơn so với mình. Ta cũng không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, làm rối loạn quy định. Chỉ cần ngươi có thể qua hai đợt kiểm tra này, chính là thuần thú sư nhất tinh. Ách, được. Trương Huyền gật đầu. Sát hạch thuần thú sư thế nào, trước đó hắn cũng nghe Vân Đào nói qua. Hình như chính là những trình tự này. Đối phương cũng không cố ý gây khó dễ. Thấy hắn đáp ứng, Phong Đường Chủ cười nói. Tốt lắm, hiện tại ta đi chuẩn bị một bài thi, ngươi tới trả lời. Nếu như có thể trả lời, không có vấn đề gì, tất cả chính xác, xem như thông qua. Tạm thời không vội, nơi này của các ngươi có sách liên quan tới thuần thú không? Có thể cho ta mượn xem trước một chút. Trương Huyền nói. Đọc sách. Đám người Phong Đường Chủ, Lộ Thú Sư nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy mơ hồ. Lúc này đọc sách làm gì? Tất cả thư viện bên kia đều là sách có liên quan tới thuần thú. Vốn chỉ có thuần thú học đồ mới có thể tới xem. Ngươi muốn xem, ta có thể đặc biệt phê chuẩn. Chỉ là bây giờ xem sách. Tuy rằng nghi ngờ. Phong Đường Chủ vẫn mở miệng, câu nói sau đó, hắn không nói ra, mọi người lại đều hiểu được ý tứ trong đó. Sách liên quan tới thuần thú, chỉ ít hơn 10 vạn quyển.
Cho dù Lâm Trận mới mài gươm, ngươi cũng tìm chút chuyện quan trọng đi làm. Hiện tại xem, cái này giống như muốn ôm hài tử, mới nghĩ tìm vợ, có chút quá muộn. À, ta có một thói quen. Trước khi gặp phải chuyện lớn, tâm tình khẩn trương, cần phải đọc sách điều tiết trạng thái một chút. Có lẽ phải làm phiền đường chủ. Trương Huyền thuận miệng nói. Lý do này lần trước ở trong phủ đệ của Lục Trầm Đại Sư, hắn đã dùng qua, cảm giác rất tốt, lại đưa ra đây. Như vậy, được, thư viện lại ở bên đó. Ngươi trực tiếp qua là được. Phòng đường chủ cũng không nghi ngờ, chỉ về phía trước. Cảm ơn. Trương Huyền gật đầu, đi nhanh tới. Không đọc sách đã muốn sát hạch thuần thú sư, hắn khẳng định làm không được. Chỉ có điều, chỉ cần có sách ở đây, để cho đồ thư quán thu nhận sử dụng, còn lại sẽ đơn giản. Người này, Trầm Bích Như ở bên cạnh nhìn thấy vị trương lão sư này thật sự đáp ứng sát hạch thuần thú sư, chỉ cảm thấy lông mày giật giật vài cái, một búng máu ngậm trong miệng sắp phun ra. Lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn. Không phải nàng không tin đối phương, mà là, người này cùng mình một đường đi tới, đối với một đạo thuần thú, xa lạ tới mức không thể lại xa lạ hơn. Ngay vừa rồi, người này còn hỏi mình, rừng thú, là cái gì? Một mình ngươi ngay cả rừng thú cũng không biết, tự nhiên hoàn toàn không có chút sợ hãi nào đáp ứng sát hạch thuần thú sư. Mấu chốt nhất chính là, đáp ứng thì đáp ứng, người ta lập tức lấy ra bài thi, người muốn xem sách. Làm cái gì? Ừ, không đúng, lần trước đi tới tàng thư các của học viện, một mình hắn lật loạn. Chẳng lẽ, đang không biết rõ đối phương làm gì, trong lòng nàng thoáng động, nhớ tới cảnh tượng hai người gặp mặt ở tàng thư các. Vị trương lão sư này ở bên cạnh mình còn lật loạn, lúc đó tưởng hắn cố ý làm như vậy, là muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng, có ý tưởng gì. Sau đó nàng mới biết được, là nàng suy nghĩ nhiều. Đối phương không phải lật loạn, mà là đã ghi nhớ tất cả nội dung trong sách. Lật loạn lại nhớ kỹ nội dung của sách. Chẳng lẽ, vị trương lão sư này thật sự không biết kiến thức về thuần thú. Hiện tại hắn xem sách, mục đích là học tập. Điều này, làm sao có thể? Sách trong tàng thư các của giáo sư, vốn cũng không nhiều. Lại nói, sau khi hắn trở thành lão sư, bình thường qua đó, khẳng định lật xem không chỉ một ngày. Đừng nói là danh sư học đồ, cho dù là danh sư tam tinh nắm giữ khả năng nhìn qua là không quên được, cũng không làm được, học được trong khoảng thời gian ngắn. Trong lòng nàng chấn động, vẫn không thể tin được. Truyền thuyết, minh lý cảnh tâm bình lặng như mặt nước, đạt được ngoài 10 vạch, lại nắm giữ bản lĩnh đã nhìn qua là không quên được. Chỉ cần xem qua nội dung trong sách, có thể nắm chắc ghi lại ở trong đầu, cả đời sẽ không quên. Chính vì vậy, danh sư lợi hại có khả năng học tập rất nhiều chức nghiệp, nhớ kỹ nhiều tri thức trên đời này như vậy. Nhưng, cho dù vị trương lão sư này nghịch thiên, đạt được ngoài 10 vạch, lật hết hơn 10 vạn bộ sách, nhìn hết từng trang một, không có mấy tháng cũng làm không được. Lẽ nào, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể Trầm Bích Như run lên. Chương 353, hắn đang chạy nhanh, một. Không thể như vậy được. Ý nghĩ này vừa hiện ra ở trong đầu, Trầm Bích Như không ngừng lắc đầu. Nàng từng xem qua một sách cổ, phía trên ghi chép, chức nghiệp trên cửu lưu ngoại trừ những chức nghiệp thường gặp bên ngoài như luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, còn có một loại chức nghiệp thần bí nhất. Thiên cơ sư. Thiên cơ sư am hiểu thiên cơ tính toán tài tình, có thể lợi dụng kỹ xảo đặc biệt. Sớm biết trước chuyện sắp phát sinh trong khoảng thời gian ngắn, sau đó đưa ra sự chuẩn bị. Nếu như là người như thế, hoàn toàn có thể sớm biết đề thi, lại lật xem sách tương ứng, chỉ cần nhớ kỹ đáp án là được. Căn bản không cần xem hết tất cả các quyển sách. Chẳng lẽ vị trương lão sư này có loại thiên phú nghề nghiệp này? Cho nên, có khả năng biết vấn đề mình sắp gặp phải, sớm ở trong tàng thư các xem xong, trả lời hoàn mỹ không thiếu sót. Có khả năng sớm biết trận pháp của Vân Đào không có tác dụng vây khốn được con báo kim thân thiết tiễn. Nàng vừa nghĩ như thế, ngược lại cảm thấy thật sự có khả năng. Chỉ là, loại nghề nghiệp này chỉ ở trong truyền thuyết, dựa theo tỷ lệ trên sách ghi lại, trong 10 vạn vạn người tu luyện, cũng không nhất định có thể xuất hiện một người. Gần như chỉ tồn tại trong hư vô mờ mịt, căn bản không có người nào nhìn thấy. Nếu quả thật có loại năng lực này, sát hạch của giáo sư chỉ là chuyện đã lường trước. Khẳng định có thể sớm phòng ngừa, không đến mức dẫn tới nhiều tắc trở như vậy. Lại nói, cho dù thiên cơ tính toán tài tình, cũng chỉ là tính rõ ràng chuyện cơ bản xảy ra, không có khả năng ngay cả đề thi là cái gì, ở trên quyển sách nào, cũng có thể biết được rõ ràng tất cả.
Trong lòng nàng miên man suy nghĩ, chân mày nhăn lại thành một đống. Trầm Bích Như càng suy nghĩ càng thấy hồ đồ, càng suy nghĩ càng không rõ ràng. Nàng tự cho rằng mình đã rất hiểu vị Trương lão sư này. Nàng lại phát hiện, đó chỉ là một góc băng sơn của hắn. Suy nghĩ hồi lâu, hoàn toàn không có chút kết quả nào, ngược lại nàng càng thêm tò mò đối với vị Trương lão sư này. Cho tới giờ khắc này, nàng cuối cùng mới hiểu rõ, vì sao Hàn Quỳnh nói nàng không xứng với đối phương. Quả thực, cho dù nàng rất đẹp, thiên phú cũng không tính là quá kém, người như thế, cũng không xứng. Nàng miên man suy nghĩ, đám người Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên lại mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này, có phải bị bệnh không? Sắp sát hạch, mới đi đọc sách. Nhất định là đầu óc có vấn đề. Nếu không, lúc này đọc sách có ích lợi gì? Hai người vừa nói thầm, vừa lặng lẽ nhìn về phía Mạc Vũ cách đó không xa. Chỉ thấy lông mày nàng cũng nhíu lại thành một đống, không biết suy nghĩ điều gì. Bọn họ đang muốn lấy lòng nói ra cái gì đó, lại thấy thân thể của nữ thần chuyển qua một bên, nhấc chân đi về phía thư viện. Mạc Vũ tiểu thư. Hai người tính chạy tới. Chờ ở chỗ này cho ta. Ai đi theo, ta đánh gãy chân của hắn. Hừ lạnh một tiếng, thân thể Mạc Vũ chuyển một cái, đi thẳng về phía tàng thư các. Đáng giận, đáng giận. Nghe được Mạc Vũ công chúa không ngờ vì một kẻ mới quen, quát mắng hai người, Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên tức giận, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có điều, lửa giận của bọn họ còn chưa có thiêu đốt được bao lâu, đã thấy Mạc Vũ tiểu thư lại đi trở về, trong miệng không biết nói thầm cái gì, sắc mặt cũng không biết là xanh hay đỏ, đầy cổ quái. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy nghi ngờ, nhưng bọn họ lại sợ làm cho đối phương tức giận. Không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, sốt ruột vò đầu bứt tai. Một lát sau, thật sự không nhịn được, Chu Cẩm Hoàng ngoắc tay. Một tên hộ vệ đã đi tới. Hắn nhỏ giọng nói vài câu. Tên hộ vệ này đi vòng một vòng lớn, đi tới phía sau lưng Mạc Vũ tiểu thư, nghe một hồi. Vẻ mặt hắn cũng cổ quái đi tới. Mạc Vũ công chúa nói cái gì? Thấy hắn đi tới, hai người vội vàng nhìn qua. Nàng, cứ luôn nói, lật sách, lật sách. Lật sách. Cụ thể còn có cái gì ta cũng không có nghe rõ. Hộ vệ vò đầu. Lật sách. Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên lại nhìn nhau. Mỗi người từ trên mặt đối phương, nhìn ra được áp lực. Đồng thời trong lòng bọn họ xuất hiện một ý nghĩ. Lẽ nào, nữ thần điên rồi. Không biết nữ thần trong lòng người khác đang phát điên vì hắn, thời khắc này Trương Huyền giống như Mạc Vũ nói, đang điên cuồng lật sách. Vốn tưởng rằng sách liên quan tới thuần thú. Mấy vạn cuốn cũng không ít. Nhưng đến thư viện hắn mới biết được ý nghĩ này ấu trí tới mức nào. Sách trước mắt phong phú, số lượng tuyệt đối không dưới hơn 10 vạn. Tuy rằng kém hơn so với tàng thư khố của Thiên Huyền Vương quốc, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nếu như dựa theo phương pháp trước đây xem một chút, không 3 ngày 3 đêm, căn bản không nhìn hết. Ban đầu cảm thấy sát hạch một thuần thú sư rất đơn giản, một hồi là làm xong. Nếu thật sự phải đọc sách trong thời gian dài như vậy, sợ rằng mình không điên, đám người phong đường chủ ở bên ngoài cũng sẽ điên trước. Người khác điều chỉnh trạng thái, một hai canh giờ ngược lại cũng thôi. Nếu như hắn điều chỉnh tốt vài ngày, sau đó đi ra mắt đầy tơ máu, cho dù là người ngu đi nữa chắc hẳn cũng sẽ nghi ngờ cảm thấy không thích hợp. Không lật xem hết những sách này, đồ thư quán không thể thu nhận sử dụng, nếu chẳng may thi đến kiến thức trong đó, lại không thể qua được đợt kiểm tra. Chân mày Trương Huyền nhíu lại một đống. Như vậy lại không hưởng thụ được miễn phí do thuần thú sư mang đến. Tuy rằng trong chiếc nhẫn chữ vật của hắn còn có mấy ngàn vạn kim tệ. Nhưng kiếp trước làm một người bình thường luôn ở trong nhà, từ lâu đã nuôi thành thói quen. Có thể không dùng tiền, tuyệt đối không tiêu. Đây không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền, mà đây là nguyên tắc. Đồ thư quán đụng vào một vài vật phẩm là có thể xuất hiện chỗ thiếu hụt. Ta đụng vào một vài giá sách, sẽ không xuất hiện nội dung của tất cả sách phía trên chứ. Dựa theo tốc độ bình thường, nhất định là không xem hết được nhiều sách như vậy. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp hay không? Đang nhíu mày, chợt một ý nghĩ đột nhiên xông ra. Ngón tay hắn chỉ cần đụng vào, không quan tâm người vô ý thức, man thú, hay đồ vật, cũng sẽ hiện lên sách ở trong đầu, xuất hiện các loại chỗ thiếu hụt. Những sách này đều đặt ở trên giá sách. Có thể vừa đụng ngón tay vào, trên đồ thư quán sẽ xuất hiện nội dung của tất cả sách đó hay không? Thử một chút. Chương 354, hắn đang chạy nhanh, 2. Nghĩ đến liền làm, Trương Huyền hai bước đi tới trước mặt một giá sách,
bàn tay duỗi ra một cái, nắm lấy. Vù! Đồ thư quán chấn động, quả nhiên xuất hiện một quyển sách. Vừa mở ra nhìn, thân thể Trương Huyền thoáng lắc một cái, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy phía trên viết, giá sách hàng thứ 3 trong kho phân bộ thú đường tại Huyền Lạc Sơn Mạch, chất liệu gỗ hương trương, do một vài thợ thủ công làm. Năm 37. Ta muốn không phải cái này. Nước mắt hắn thiếu chút nữa chảy ra. Rất rõ ràng, ngón tay chạm tới cái gì, mới phải xuất hiện sai sót nào đó. Muốn đầu cơ trục lợi khẳng định là không được. Ừ, không đúng, ngón tay chạm tới là được. Nói cách khác, những sách này, cho dù ta không lật xem, chỉ cần chạm tới, có phải cũng có thể sinh ra sách. Ý nghĩ đầu tiên thất bại, trong đầu hắn lại có linh quang lóe lên. Ngón tay vừa chạm tới, không quan tâm thời gian dài hay ngắn, chỉ cần tinh thần tập trung la lên, chỗ thiếu hụt, sẽ hình thành sách. Đã như vậy, không cần lật trang sách, chỉ cần ngón tay chạm vào quyển sách, có đúng cũng được hay không. Thử xem. Ánh mắt hắn tập trung, đi tới trước mặt một đống sách, trong lòng la lên chỗ thiếu hụt, bàn tay bất chợt sờ qua. Vù vù vù. Thời điểm hắn đang suy nghĩ đến cùng có tác dụng hay không, đồ thư quán chấn động, một loạt sắc xuất hiện ở trong thức hải. Có thể được. Sắc mặt đỏ lên, Trương Huyền sốt ruột vội vàng lấy ra một quyển mở ra nhìn. Quả nhiên phát hiện nội dung trong sách được hoàn mỹ in vào trong đó, còn ghi chép các loại khuyết điểm. Quả nhiên có thể thực hiện được. Trong mặt Trương Huyền đầy kiêu ngạo, lại thí nghiệm vài lần, xem như đã hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ cần trong lòng la lên, chỗ thiếu hụt, điều động thiên đạo đồ thư quán, chỗ ngón tay xẹt qua, đều có thể thu sách vào trong đó. Cứ như vậy, so với lật xem nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần. Lật xem, cho dù thoáng chút lật mười mấy cuốn sách, đầu tiên cũng phải lấy quyển sách ra. Điều này cần phải tiêu hao không ít thời gian, mà làm như vậy căn bản không có tác dụng. Một đường chạy chậm, chỗ ngón tay xẹt qua, sách tự nhiên tiến vào trong đầu. Không cần tới một phút, hắn có thể thu được một loạt sách trên giá sách. Chỉ có điều, bởi vì thu sách quá nhanh, đồ thư quán sẽ chấn động. Trong đầu của mình cũng gặp phải sóng lớn, không thể thu hết một mạch. Mà thông thường thu mấy hàng giá sách, hắn lại cần nghỉ ngơi một hồi. Dù vậy, cũng nhanh hơn so với trước rất nhiều. Trước đó đại khái cần 3 ngày 3 đêm mới có khả năng xem hết sách. Đổi lại thành hiện tại, chắc hẳn một canh giờ là được. Bắt đầu đi. Tìm ra phương pháp tốt hơn để thu lấy sách, tâm tình Trương Huyền vui mừng, trong lòng thầm hò hét. Bàn tay hắn đặt ở lên trên giá sách, một đường chạy về phía trước. Mỗi lần chạy xong một hàng, hắn lại kiểm tra một lần. Nếu như có thiếu sót, hắn sẽ trở về quét bổ sung. Sách thu vào nhanh chóng, kiến thức liên quan tới thuần thú, Trương Huyền cũng nắm giữ lúc càng nhiều. Phòng đường chủ, bài thi chuẩn bị xong. Bên trong gian phòng, lộ thú sư, vương thú sư thấy phòng đường chủ lại đi tới, không nhịn được nhìn lại. Ừ, phòng đường chủ gật đầu. Trong đó bao gồm nội dung về mấy trăm loại man thú, hoàn toàn không có chút giả nào. Nếu như hắn ngay cả những cái này cũng có thể trả lời được, trình độ thuần thú, quả thực không tầm thường. Có thể nhận ra vân điện cổ tước, về phương diện kiến thức, cũng sẽ không quá kém. Có lẽ là có thể thành công. Lô thú sư lên tiếng. Đúng vậy, mỗi lần thú đường chúng ta thi đấu, đều đếm ngược, cũng bởi vì quá mức hẻo lánh, không có thiên tài. Nếu quả thật có thể xuất hiện một vị, nhận được thưởng, có lẽ có thể khiến cho chúng ta thuận lợi thăng cấp tam tinh. Phòng đường chủ hưng phấn, ánh mắt lóe sáng. Đúng vậy, không nên nóng vội, xem kết quả sát hạch đã. Vương thú sư cũng lên tiếng. Chúng ta cũng nghe Vân Đào nói về thần kỹ của hắn, 10 phút thuần phục man thú ích huyệt cảnh. Nói thật, ta vẫn có chút không quá tin tưởng. Ta cũng không quá tin tưởng, chỉ có điều, vừa rồi ta không chỉ hỏi thăm Vân Đào, còn muốn hỏi qua thuộc hạ của hắn một lượt. Tất cả đều nói giống hệt nhau, không có chút vấn đề nào. Xem ra cho dù không thần kỳ giống như trong lời đồn đại, nhưng cũng không sai biệt lắm. Lô thú sư nói tiếp. Đúng vậy, bất kể nói thế nào, cũng là một lần cơ hội của chúng ta. Nếu như không có loại bản lĩnh này, cùng lắm thì lại tiếp tục tìm kiếm là được. Ai, đúng rồi, vị Trương Huyền này đi thư viện đọc sách, còn chưa có đi ra sao? Cảm khái vài câu, phòng đường chủ lúc này mới phát hiện, chuyện sát hạch đã làm thỏa đáng, người còn chưa có xuất hiện. Hắn không nhịn được nhướng mày. Còn chưa có đi ra. Lô thú sư gật đầu. Tiểu Chu, người đi xem. Phòng đường chủ phân phó một tiếng. Tiểu Chu là học đồ hắn thu nhận,
đang theo hắn học tập thuần thú. Vừa nghe được hắn lên tiếng phân phó, Tiểu Chu vội vàng chạy tới. Một lát sau Tiểu Chu đi tới trước mặt hắn, sắc mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi. Thế nào, hắn vẫn đang đọc sách sao? Nhìn thấy được bộ dáng này của học đồ, Phong Đường chủ nhướng mày, có chút kỳ quái. Học đồ này của hắn vẫn luôn luôn trầm ổn, lẽ nào có chuyện gì xảy ra? Không phải. Vẻ mặt Tiểu Chu xấu hổ, khuôn mặt bứt rứt, hắn giọng. Là hắn ở tàng thư quán, đang chạy nhanh. Chương 355, trả lời 1. Chạy nhanh ở trong tàng thư khố. Đám người Phong Đường chủ, Vương thú sư cảm thấy như mình nghe lầm, vẻ mặt mê man nhìn qua. Ngươi nói ở tàng thư khố đọc sách, thậm chí có cảm giác ngồi tu luyện, ta còn có thể nhịn xuống được, cảm thấy có thể lý giải. Nhưng chạy nhanh. Phong Đường chủ chớp mắt. Ngươi có phải đã nhìn nhầm hay không? Tàng thư khố đều là giá sách, cho dù muốn chạy cũng không có thuận tiện. Chủ yếu nhất là, có thể thuần phục man thú ích huyệt cảnh, thực lực khẳng định không kém. Cần tốc độ chạy nhanh bao nhiêu, mới có tác dụng đối với tu luyện. Có thể có liên quan tới phương pháp thuần thú của hắn hay không? Chạy nhanh có thể đuổi theo man thú sao? Vương thú sư nghi ngờ. Hắn, chạy không nhanh, so với người bình thường chạy cũng không khác biệt lắm. Hơn nữa vừa chạy còn vừa lẩm bẩm gì đó. Khoảng cách quá xa, nghe có chút không rõ. Vẻ mặt Tiểu Chu xấu hổ. Nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi, hắn cũng có chút ngại nói ra, rất sợ sẽ bị người ta xem mình trở thành kẻ tâm thần đánh chết. Người đi đọc sách điều chỉnh trạng thái, tự nhiên ở bên trong tàng thư khố chạy nhanh. Vừa nhắc tới, đổi lại thành bất kỳ kẻ nào trong lòng cũng sẽ không thể hiểu nổi. Chạy nhanh, lẩm bẩm. Ba thuần thú sư lớn lần này thật sự hôn mê. Bọn họ nghĩ sắp vỡ đầu, cũng không nghĩ ra được. Điều này, trời ạ, điều này có liên quan với điều chỉnh trạng thái cái lông. Nói thật, bất kỳ kẻ nào nghe được hành động của đối phương, trong lòng đều sẽ xuất hiện một ý nghĩ. Đồ phá hoại. Không phải đồ phá hoại, làm gì có chuyện điều chỉnh trạng thái như vậy. Người vẫn không nên ở tàng thư khố, gian phòng trước mắt lớn như vậy chạy không ngừng. Nếu như cảm thấy ở đây nhỏ, bên ngoài còn có khu vực man thú hoạt động, dài rộng đến mấy cây số. Đừng nói chạy bộ, lật người lăn lộn nửa giờ cũng không đến được đầu kia. Không được, ta đi qua nhìn một chút, trong tàng thư khố có rất nhiều bí tịch chân quý, không thể để vì vậy mà bị hao tổn. Suy nghĩ một hồi, Phong Đường chủ thật sự cảm thấy khó có thể bảo đảm. Một người chạy ở trong tàng thư khố, nếu chẳng may đầu óc động kinh, đẩy hỏng tàng thư khố, sợ rằng hắn muốn khóc cũng không kịp. Hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, đang muốn đi về phía tàng thư khố, lại thấy một người thanh niên thoáng hiện ra vẻ mệt mỏi dã rời đi tới. Chính là Trương Huyền. Thời khắc này Trương Huyền so với một giờ trước, hoàn toàn khác nhau. Bất kể là trạng thái tinh thần hay là thân thể, đều có vẻ có chút chán chường. Thoạt nhìn hình như trải qua một hồi huấn luyện cực kỳ tàn ác, tiêu hao sạch sẽ thể lực của toàn thân. Ngươi không sao chứ? Phong Đường chủ không nhịn được đi lên phía trước. Người khác điều chỉnh trạng thái, điều chỉnh xong tinh thần đều hăng hái, tinh lực 10 phần. Người này thì hay rồi, điều chỉnh xong giống như là một đêm chăm sóc sức khỏe. Ngươi xác định đây là điều chỉnh trạng thái, mà không phải là trạng thái tiêu hao chứ? À, ta không sao. Bài thi chuẩn bị xong. Chúng ta bắt đầu đi. Trương Huyền ở đối diện khoát tay. Tuy rằng sử dụng phương pháp mới, rất nhanh lại thu nhận được tất cả sách trong tàng thư khố đến thiên đạo đồ thư quán, tốc độ nhanh. Nhưng bởi vì trong khoảng thời gian ngắn thu nhận quá nhiều tri thức, trong đầu chấn động quá lợi hại, toàn thân cũng có chút choáng váng. Có chút tương tự với trước đó 5 ngày 5 đêm không ngủ. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới tràn ngập mệt mỏi dã rời. Vậy, liền bắt đầu. Nhìn thấy được mắt của đối phương cũng có chút không mở ra được, Phong Đường chủ không nhịn được lại hỏi một câu. Ngươi xác định. Xác định. Trương Huyền gật đầu. Tốt lắm, đến bên kia. Ngọc Tinh không ghi lại được đến nơi đây. Phong Đường chủ gật đầu. Bất kể thuần thú hay là luyện đan sát hạch, vì để công bằng, đều cần sử dụng Ngọc Tinh ghi lại tất cả, sau đó gửi cho người có nghi vấn qua kiểm tra. Rất nhanh bọn họ đã đi tới chính giữa gian phòng, nơi có Ngọc Tinh ghi lại. Phong Đường chủ và hai vị thuần thú sư khác ngồi xuống. Nhìn thấy được bọn họ ngồi xuống, tất cả mọi người phía dưới cũng biết chuyện gì sắp phát sinh. Bọn họ lại bàn luận. Sát hạch sắp bắt đầu. Đúng vậy, không trải qua học đồ, trực tiếp sát hạch thuần thú sư.
Đây chính là đãi ngộ của thú đường dành cho thiên tài siêu cấp. Ngay cả Mạc Vũ tiểu thư chưa từng hưởng thụ qua. Ta thật ra muốn xem thử, người này một khi thất bại, còn mặt mũi nào mà tiếp tục đợi ở chỗ này. May mắn thuần phục man thú mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng hắn có bản lĩnh gì sao? Ta cảm thấy hắn khẳng định thất bại. Cửa thứ nhất sát hạch tri thức lý luận. Không học tập mấy năm, không có khả năng nhớ hết rất nhiều man thú trên thế giới, cùng với rất nhiều đặc điểm khác nhau. Trước đây điện hạ nhà chúng ta vì đọc thuộc lòng, mỗi ngày đều kiên trì, người này ngay cả 20 tuổi còn chưa tới, cho dù học tập từ trong bụng mẹ, có thể nhớ kỹ được bao nhiêu. Hắn chính là lừa bịp mọi người, có thể có bản lĩnh gì? Thấy vị Trương Huyền này sắp sát hạch, tất cả mọi người vây quanh. Không ít còn mang biểu tình nhìn có chút hả hê. Không trải qua học đồ, trực tiếp sát hạch thuần thú sư, ở trong thú đường lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được. Những người này đều muốn nhìn thấy người này vấp phải trắc trở. Nhất là Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng. Bởi vì liên quan tới Vân Đào và Mạc Vũ tiểu thư, bọn họ đã sớm chán ghét người này đến cực điểm, chỉ ước gì hắn xấu mặt. Nếu như ngay cả lý luận cũng không qua được, vậy thuần thú sư cũng chỉ có thể nằm mơ. Mấy người bàn luận, lúc này Mạc Vũ tiểu thư cũng đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Nàng đi tới phía trước, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Người này xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn tinh thần phấn chấn ở bên trong lật sách. Thế nào, qua thời gian không lâu, giống bị người nấu, phờ phạc như vậy. Chương 356, trả lời 2. Không riêng nàng nhìn ra, những người khác cũng nhìn ra được. Trầm Bích Như và Vân Đào liếc mắt nhìn nhau, trên mặt nhăn lại, không nhịn được tiến về phía trước. Trương lão sư, ngài không sao chứ? Không có việc gì. Trương Huyền lắc đầu. Chỉ là có hơi mệt. Nhiều sách như vậy, ngắn ngủi chưa tới một canh giờ, thu nhận tất cả đến thiên đạo đồ thư quán, tinh thần vận chuyển cao độ, không ngừng la lên, chỗ thiếu hụt, không mệt mới là lạ. Không lập tức mệt tới mức nằm xuống, đã là rất tốt rồi. Tiền bối, nếu như thật sự cảm thấy không thoải mái, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại thi. Vân Đào không nhịn được nói. Vị trước mắt này có thể là cường giả tông sư cảnh. Khiến cho ngài mệt thành như vậy, đến cùng đã trải qua chuyện gì? Không sao. Nghe nói như thế, biết hai người có lòng tốt, Trương Huyền đang muốn xua tay từ chối, liền nghe được cách đó không xa có tiếng cười lạnh vang lên. Ta thấy là cố ý giả vờ, đi kho sách điều chỉnh trạng thái, sẽ không phải là nhìn thấy được sách thuần thú, mới biết được độ khó của sát hạch, cố ý giả bộ bệnh, muốn tránh né sát hạch. Người nói chính là Chu Cẩm Hoàng. Trong mắt hắn có cười lạnh nồng đậm, giống như là muốn vạch trần sự lừa đảo ngụy trang. Ta đoán nhất định là như vậy. Nếu không, đọc sách có thể đọc tới tinh lực không phấn chấn, trạng thái mệt mỏi, ngay cả tay chân cũng không nâng lên được sao. Thứ lỗi cho ta kiến thức nông cạn, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Chu Tuyên cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chuyện này, bọn họ vừa nói như vậy, ngược lại thật sự có khả năng. Chắc hẳn trước đó cảm thấy mình có thể sát hạch, xem qua sách mới biết được, thuần thú bác đại tinh thâm. Hắn cảm thấy sợ hãi, lại không muốn mất mặt xấu hổ, mới cố ý kiếm cớ. Nhất định là như vậy. Lời hai người nói vang vọng bốn phía xung quanh, mọi người nhất thời tin tưởng 7, 8 phần. Nếu như không phải như vậy, làm sao phải đặc biệt chạy đi điều chỉnh trạng thái, trở về lại giống như sắp chết như vậy. Vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Xem ra sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Nếu như thật sự mệt chết đi được, xem một sách lại như vậy, căn bản giải thích không thông. Nếu không có cách nào giải thích, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đó là hắn cố ý giả vờ. Không cần, hiện tại bắt đầu. Mặc kệ những lời nghi vấn và bàn tán xung quanh, Trương Huyền đưa bàn tay lên ngăn cản. Đây là bài thi ta mới ra, ngươi bây giờ có thể đáp lại, trong một canh giờ phải hoàn thành. Hơn nữa bảo đảm tỷ lệ chính xác đạt được 100%, xem như thông qua sát hạch. Thấy hắn kiên trì, phòng đường chủ không nói thêm gì nữa, lấy ra một sấp bài thi đưa tới. Giống như trước đây sát hạch luyện đan học đồ, dày chừng hơn 10 trang, chỉ viết xong sợ cũng phải tốn thời gian rất lâu. Càng chưa nói tới phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, cẩn thận cân nhắc. Cúi đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy phía trên viết chi chít đầy các loại tri thức thuần thú căn bản, bao hàm các phương diện. Không đủ tri thức, sợ rằng không nhận ra, không hiểu được. Được, hiện tại có thể trả lời. Bắt đầu tính thời gian.
thấy hắn tiếp nhận bài thi, phòng đường chủ giơ tay ra ngăn lại. Được. Đặt bài thi xuống, Trương Huyền cầm lấy một cái bút lông, đang muốn trả lời. Lúc này hắn mới phát giác được trong đầu choáng váng, tay cũng có chút run rẩy. Vừa rồi thu sách, mặc dù tốc độ vượt xa so với trước kia, nhưng thực lực của hắn bây giờ quá yếu, vẫn còn có chút không chịu nổi. Không chỉ tinh lực chưa đủ, ngay cả thân thể cũng xuất hiện phản ứng. Sợ rằng phải điều chỉnh chỉ ít nửa canh giờ mới có khả năng khôi phục. Mà bây giờ, rất rõ ràng đã không có thời gian. Nếu thật sự muốn điều chỉnh nửa canh giờ, bài thi dày như vậy, muốn viết xong, cho dù có thiên đạo đổ thư quán chống đỡ, cũng làm không được. Chỉ cần sai một đề, lại không có cách nào thông qua sát hạch thuần thú. Thất bại mất mặt chuyện nhỏ, mấu chốt nhất chính là không có cách nào hưởng thụ miễn phí. Đây là điều khiến cho hắn không có cách nào dễ dàng tha thứ. Mau nhìn kia, hắn hình như mệt tới mức ngay cả bút cũng cầm không được. Hắc hắc, đường đường là cường giả đã ngoài ích huyệt cảnh, mệt ngay cả bút lông cũng cầm không được, người sẽ tin tưởng sao? Nhất định là giả vờ. Đúng vậy, tuyệt đối là nhìn thấy được đề mục, cảm thấy cái gì cũng không biết, cố ý giả vờ có khí nhưng vô lực. Nói thật, người như thế rất vô sỉ nhất. Ai nói không phải? Thấy ngón tay hắn run rẩy, ngay cả bút cũng cầm không được, mọi người lại hừ lạnh. Không riêng gì bọn họ, ngay cả đám người phong đường chủ, lộ thú sư cũng nhìn nhau, trong lòng mỗi người nghi ngờ. Chẳng lẽ, thật sự giống như những người khác nói sao? Nếu như không phải, cho dù chạy nhanh ở trong tàng thư khố, cũng không đến mức mệt thành như vậy đi. Trương Huyền, nếu như ngươi cảm thấy thân thể có bệnh nhẹ, thật sự không có cách nào làm bài thi, có thể cho phép ngươi nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai tiếp tục. Nhìn một hồi, thấy người này quả thực có khí nhưng vô lực, ngay cả bút cũng cầm không được, phong đường chủ không thể nhịn được, mở miệng nói. Thở dài một tiếng, cổ tay Trương Huyền run lên, giặt bút lông xuống. Đối phương nói không sai, tình trạng thân thể hắn hiện tại, cho dù cứng rắn viết chữ, cũng sẽ viết nghiêng bảy xoay tám, cực kỳ khó coi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, tốc độ không theo kịp, có khả năng viết mấy chữ sẽ nghỉ ngơi một chút. Cứng rắn kiên trì, ngược lại sẽ khiến cho tốc độ làm bài thi trở nên chậm đi. Muốn thông qua sát hạch, lại không muốn tiếp tục trễ nải nữa. Hiện tại cũng chỉ có một biện pháp. Cảm thán một tiếng, Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Phong đường chủ, hai vị thú sư, ta thật sự không có sức cầm bút. Có thể lựa chọn vấn đáp hay không? Vấn đáp sao? Ba thuần thú sư lớn đồng thời đứng phắt dậy, trong mắt tất cả đều đầy vẻ không thể tin được. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn lựa chọn khó nhất trong sát hạch lý luận, vấn đáp, chương 357, ngươi có thể cho ta mượn thú sủng một chút không? 1. Vấn đáp, trong sát hạch lý luận thuần thú sư là phương thức sát hạch khó nhất. Người sát hạch không cầm bút lông làm bài thi, mà là dùng miệng để trả lời. Sử dụng bút làm bài, có thể suy nghĩ, có thể trầm tư, viết sai thậm chí có thể sửa chữa. Vấn đáp lại không được. Nhìn thấy được vấn đề phải giải đáp, căn bản không có thời gian suy nghĩ tìm hiểu, lại càng không cho cơ hội sửa đổi. Một khi bắt đầu, chẳng khác nào phải trực tiếp đưa ra câu trả lời chính xác. Chỉ cần có sai lầm, lại đại biểu cho thất bại. Loại hình thức sát hạch lý luận này, giống như biện luận đan trong nghiệp đoàn của luyện đan sư, đặc biệt chuẩn bị cho danh sư, dùng để giảm bớt thời gian cuộc thi, cũng kiểm nghiệm khống chế và tốc độ lấy ra tri thức. Sát hạch lý luận bình thường có khả năng hoàn thành trong một canh giờ, sử dụng hình thức vấn đáp, nửa canh giờ là có thể kết thúc. Một canh giờ và nửa canh giờ, không chênh lệch nhiều. Loại hình thức này lại yêu cầu rất cao đối với phản ứng, nắm giữ cơ sở, gần như không ai dám chen chân vào. Phân bộ thú đường này từ khi thành lập tới nay đã ngàn năm, không có người từng khiêu chiến. Đám người phong đường chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này mệt tới mức bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất xỉu, tự nhiên lựa chọn loại phương pháp này. Đúng. Trương Huyền gật đầu. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vấn đáp không có nhiều thời gian suy nghĩ tìm hiểu. Hơn nữa, một khi sai, lại không cơ hội thay đổi. Phong đường chủ không nhịn được khuyên can. Ta biết, nhưng ta thật sự quá mệt mỏi, cầm không nổi bút. Chỉ đành vận dụng mồm mép, đơn giản hơn một chút. Trương Huyền gật đầu. Nếu ngươi kiên trì, vậy liền bắt đầu đi. Thấy ánh mắt đối phương kiên định, không giống nói đùa. Phong đường chủ không nói nhiều nữa. Hắn đi vài bước tới trước mặt Trương Huyền, cầm bài thi trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn qua. Nói một chút về đặc tính của kim giáp thiết sĩ thú.
kim giáp thiết sĩ thú, toàn thân có vảy màu vàng bao quanh, phòng ngự rất mạnh, là một loại man thú ích huyệt cảnh. Sinh sống ở trong đầm lầy và sông núi, lấy thanh trúc thảo làm thức ăn. Ban ngày nằm ngủ ban đêm ra ngoài. Đây là ghi chép trong thuần thú khái lược của Hồ Giao tiền bối. Trong bách khoa toàn thư thiết sĩ thú của Bạch Chân thuần thú sư lưu lại, ghi chép có chút khác. Căn cứ vào sự quan sát của hắn, kim giáp thiết sĩ thú, thích lạnh, nơi cư trú, phần nhiều ở trong bóng râm. 30 năm trước, nhiều tiền bối kiệt xuất của thú đường, tập trung lại tất cả lý luận của người đi trước, lại trải qua nhiều năm nghiên cứu phát hiện, kim giáp thiết sĩ thú trong miệng chúng ta, thật ra cũng không phải cũng một loại. Tổng cộng có thể chia ra làm 3 loại khác nhau. Sinh sống ở trong vùng đầm lầy, có thể trở thành thiết sĩ thú đầm lầy. Sống ở trong sông núi là thiết sĩ thú sông núi. Sống ở trong bóng tối lại có thể gọi là thiết sĩ thú bóng tối. 3 loại thiết sĩ thú này có chênh lệch rất rõ ràng. Đầu tiên, đầu ở chính giữa, chỗ mảnh vảy không giống nhau. Thứ hai, kết cấu phần đuôi khác nhau. Nếu như muốn thẩm tra đặc trưng, có thể lật xem, giải thích rõ ràng về kim giáp thiết sĩ thú. Hắn lưu lại ở hàng thứ 17, bên tay trái của kho sách. Trương Huyền thần sắc thản nhiên nhìn qua. Điều này, hoàn toàn chính xác. Kim giáp thiết sĩ thú, không phải là man thú thông thường, phân loại càng phức tạp hơn. Người bình thường nhìn thấy được đề này, có thể trả lời ra hình dáng đặc trưng, lại cơ bản quyết định chính xác. Đối phương không chỉ toàn bộ nói ra, thậm chí ngay cả sách do tiền bối lưu lại cũng giới thiệu một lần, còn nói ra. Vị trí của quyển sách ở trong kho sách. Trời ạ, còn là người sao? Mọi người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn, lặng ngắt như tờ. Đặc trưng của man thú thiết tích hầu. Thiết tích hầu, lưng có một cột sống cực lớn, thật cao hở ra. Lực lượng toàn thân phần lớn đều đến từ cái xương đặc biệt này. Bàn chân lớn, chạy nhanh chóng. Mặc dù là khỉ, nhưng không có cách nào leo lên cây, hình thể có phần tương tự với một vài loại man thú vượn cỡ lớn. Những đặc trưng này, được lấy từ Tạp Sơn Man Thú Thuyết. Tạp Sơn tiền bối là một vị thuần thú sư tương đối nổi danh tại thú đường 140 năm trước. Mọi người còn chưa có tỉnh táo lại, phong đường chủ lại hỏi ra vấn đề. Người thanh niên đối diện không chút do dự nào, liền đáp lại. Hai người một hỏi một đáp, tốc độ cực nhanh. Bình thường trên một đề mọi người còn đang suy tư đáp án chính xác hay không, đề tiếp theo đã hỏi ra, đồng thời được trả lời. Trong mắt mọi người, người thanh niên không đến 20 tuổi này. Thật giống như một người nhìn câu trả lời chính xác, trả lời không chỉ kỹ càng tỉ mỉ, còn nghĩ tới các loại khả năng, các loại suy luận thậm chí suy đoán không rõ ghi chép trong sách, cũng nói ra. Kín kẽ không lọt một giọt nước, không tìm được bất kỳ sai lầm nào. Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Hoàn cảnh sinh tồn của man thú du giang côn trùng. Chính xác. Vì sao tam giang trùng và man thú đỗ minh điểu, không có cách nào cùng tồn tại? Trả lời chính xác. Mỗi một vấn đề từ trong miệng phong đường chủ hỏi ra, một câu đáp lại đều khiến cho hắn sắp mất cảm giác. Vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy đối phương chỉ là trùng hợp biết một hai đề. Chỉ cần những câu phía sau hỏi khó hơn, tất nhiên sẽ không trả lời nhanh như vậy. Kết quả, đối phương rõ ràng thoạt nhìn mệt mỏi muốn ngủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất xỉu, lại càng trả lời nhanh hơn. Ngay cả hắn cũng có phần không phản ứng kịp. Quan trọng nhất chính là trả lời nhanh, còn không có sai. Không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tin được, trên thế giới lại có quái thai như vậy. Thảo nào có thể nhận ra vân điện cổ tước, chỉ riêng ghi nhớ tri thức cơ bản đối với thuần thú, cho dù là bọn họ, sợ rằng cũng còn xa mới bằng được. Điều này, không thể như vậy được. Mấy vấn đề này, thật là khó. Chương 358, ngươi có thể cho ta mượn thú sủng một chút không? 2. Ba thuần thú sư lớn chấn động kinh ngạc không thể tăng thêm được nữa. Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều nhìn ra được sự kinh hoàng từ trong mắt của đối phương. Vừa rồi phong đường chủ hỏi ra những vấn đề kia, cho dù là bọn họ, cũng không có ít lần lưỡng lự không rõ, khó có thể trả lời. Không phải bọn họ nắm giữ tri thức căn bản không chắc, mà là trong không ít đề mục, rất nhiều man thú đặc tính tương tự. Có chút lơ sẽ sai lầm. Thật giống như Du Giang côn trùng mới vừa nói. Tuy rằng nghe giống như là một loại dã thú, trên thực tế lại là một loại man thú cực kỳ cường đại, xương cốt mọc ở bên ngoài, lực lượng 10 phần. Man thú hung mãnh như vậy, hết lần này tới lần khác có thể lơ lửng ở mặt nước không chìm xuống. Nghe được, Du Giang, không ít người sẽ cho rằng thứ này sinh hoạt ở trong mặt nước, làm cho không người nào biết được chính là, hoàn cảnh thích hợp để nó sinh tồn,
lại là những dãy núi cao trùng điệp. Không thể không nói, Phong Đường chủ ra những đề mục này, quả thực không có một đề nào đơn giản. Bọn họ sử dụng bút trả lời, cũng cần cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc đi cân nhắc lại mới được. Nhưng người trước mắt này lại thuận miệng trả lời, hình như căn bản không cần suy nghĩ vậy. Làm sao hắn làm được? Tốc độ trả lời nhanh như vậy, ngay cả nghĩ cũng không suy nghĩ. Đừng nói bọn họ, cho dù thiên tài siêu cấp đứng một bên, Mạc Vũ tiểu thư khẳng định đều làm không được. Đây tuyệt đối là biểu hiện ghi nhớ những kiến thức cơ sở này đến trong xương tủy, mới có được. Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên không tự chủ được run rẩy. Bọn họ không ngờ nghi vấn người như thế, cái gì cũng không biết, giả vờ giả vịt. Vừa so sánh với hắn, cái bọn họ gọi là nắm giữ cơ sở tri thức, thật sự nực cười giống như cái gì cũng đều không hiểu hơn. Vấn đáp, thoạt nhìn giống như đáp lại bằng văn bản, chỉ cần trả lời chính xác là được, thời gian dài ngắn không đáng để nhắc tới. Nhưng rất nhiều người hiểu rõ về thuần thú, bọn họ biết, căn bản là hai khái niệm. Thuần thú sư trong quá trình thuần thú, rất dễ dàng xuất hiện chuyện xảy ra. Trong đầu lấy ra tri thức với tốc độ nhanh, là có thể rất nhanh cho ra kết luận, làm ra phán đoán có lợi nhất. Lúc này, căn bản là tranh thủ thời gian. Một khi bỏ lỡ tiên cơ, rất nhiều chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp, khó hoàn thành hơn nữa. Chính vì vậy, cái gọi là trả lời, nghe lên có vẻ là việc làm vô bổ, trên thực tế lại là phương thức bài thi vô số thuần thú sư tha thiết ước mơ. Mỗi một người có thể hoàn thành thuần thú sư, sau đó nhất định danh chấn rất nhiều vương quốc. Ban đầu, bọn họ cho rằng vị Trương Huyền này chính là một kẻ mua danh chuộc tiếng, thật ra đối với thuần thú cái gì cũng đều không hiểu. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới. Hắn không chỉ trả lời chính xác, còn không có bất kỳ suy nghĩ tìm hiểu nào, trả lời hoàn chỉnh không chút sai sót. Quả thực lại không phải là người nữa. Hai người run rẩy, Trầm Bích như đứng ở bên cạnh, đôi môi cũng mở ra. Một canh giờ trước, người này ngay cả rừng thú cũng không biết là gì, hiện tại lại chậm rãi nói, khí thế mười phần. Có ngốc nàng cũng hiểu rõ, khẳng định có vấn đề. Chỉ sợ hắn, thật sự có thiên phú của thiên cơ sư. Nếu trước đó nàng còn có hoài nghi, hiện tại đã không có bất kỳ nghi ngờ nào. Nếu như không phải sớm biết đề thi, làm sao có thể trả lời nhanh chóng như thế, ngay cả suy nghĩ cũng không cần. Nàng phát sinh nghi ngờ, cách đó không xa. Đôi mi thanh tú của Mạc Vũ tiểu thư cũng nhíu lại, không biết nghĩ tới điều gì. Trong mắt nàng mang theo sự nghi ngờ. Lại nhiều như vậy, Phong Đường chủ, hai vị thú sư, ta trả lời có thể chính xác hay không? Không biết qua bao lâu, Trương Huyền trả lời hoàn tất đề cuối cùng. Hắn cười gượng nhìn lại. Ngươi, trả lời tất cả đều chính xác, không có một chút sai lầm nào. Hai vị thú sư khác liếc mắt nhìn nhau. Phong Đường chủ gật đầu. Chưa tới nửa canh giờ. Đối phương lại trả lời xong tất cả nội dung cần trả lời trong bài thi của hắn, không những không sai, còn nói ra lai lịch của mỗi một câu trả lời. Ký ức chính xác kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả bọn họ cũng không thể không bội phục. Tất cả trả lời chính xác, cửa sát hạch thứ nhất thông qua. Không có quá nhiều thời gian dừng lại, Phong Đường chủ cho ra kết quả. Ngay sau đó hắn lại nhìn qua. Cửa thứ nhất thông qua, hiện tại tiến hành cửa thứ hai, thuần phục một con man thú. Cửa ải này có thời gian nửa tháng, chỉ cần có thể đạt được thuần phục sơ bộ xem như thông qua. Nửa tháng, thời gian quá dài, các ngươi nơi này có man thú nào không nhận chủ không? Có thể để cho ta thuần phục một chú hay không? Huyền Lạc Sơn mạch lớn như vậy, tuy rằng trong đó có rất nhiều man thú, nhưng muốn tìm một con thích hợp, cũng không dễ dàng như vậy. Thật sự muốn đi ra ngoài tìm kiếm, cũng không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Nếu nơi này là thú đường, phải có loại man thú này. Nói xong, Trương Huyền đứng dậy, trải qua điều chỉnh trong khoảng thời gian trả lời này, thân thể mệt mỏi dã rời cũng dần dần khôi phục lại một ít. Tuy rằng thoạt nhìn trạng thái vẫn không tốt lắm, nhưng so với vừa rồi lại mạnh hơn rất nhiều. Cho ngươi thuần phục một chút. Nghe hắn nói như thế, mọi người bất đắc dĩ một hồi. Đùa gì thế, man thú mỗi một con đều vô cùng chân quý, làm sao có thể để cho ngươi thuần phục. Lại nói. Chỉ có man thú đã thuần phục mới có thể đi vào thú đường. Bằng không, khiến cho náo động, ai cũng không gánh nổi. Thấy hắn lại nói những lời không có chuyên môn như vậy, Mạc Vũ tiểu thư ở một bên hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ không vui. Là như vậy sao? Nghe được nàng nói như vậy, Trương Huyền không nhịn được lắc đầu. Sát hạch một thuần thú sư thật sự phiền phức, hiện tại bảo hắn đi nơi nào tìm được một man thú không có bị thuần phục đây.
Ai, đúng rồi, còn thành ưng thú này của nàng, có thể cho ta mượn thuần phục một chút không? Ánh mắt nhất thời sáng lên, Trương Huyền nhớ tới cái gì, không nhịn được nhìn lại. Chương 359, phương pháp đánh thuần thú 1. Man thú của thú đường đều được thuần thú sư ở bên ngoài thuần phục mang về. Cho dù không phải vật phẩm thuộc về riêng bọn họ, nhưng cũng không khác biệt lắm. Một ít thuần thú sư có tình cảm đối với man thú, không có gì khác đối với thê tử. Người này mở miệng mượn man thú đã từng thuần phục, thật giống như mượn thê tử của người khác vui đùa một chút. Tất cả mọi người đều nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngu si. Mạc Phú tiểu thư càng thiếu chút nữa tức chết. Mượn man thú thuần phục. Đầu óc này đến cùng nghĩ như thế nào? Thuần phục man thú hoang dại vô chủ, có thể so sánh được với man thú đã có chủ nhân sao? Muốn thuần phục loại sau, độ khó tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Con thanh ưng thú này mặc dù chỉ là thuần phục sơ cấp, lại cùng nàng ở chung 7, 8 ngày, lại đáp ứng rất nhiều điều kiện hà khắc, cả ngày ở cùng một chỗ, dĩ nhiên có tình cảm cơ sở nồng hậu. Mức độ trung thành còn đạt được 30, cách hoàn toàn thuần phục 31, dĩ nhiên không xa. Lại nói con thanh ưng thú này kiêu ngạo vô lễ, ghét ở chung với nhân loại. Mình có thể thuần phục, cũng là cơ duyên xảo hợp chiếm phần đa số. Đối mặt với nó như vậy, tiểu tử này lại còn nói, muốn mượn thuần phục một chút. Ngươi tưởng đùa giỡn sao? Phiền muộn mãnh liệt khiến cho nàng có chút phát điên. Vừa rồi chấn động kinh ngạc đối với tri thức căn bản người này nắm giữ vững chắc vô cùng, là một thiên tài thuần thú. Kết quả hắn vừa mở miệng, còn nói ra những lời không có chuyên môn. Mượn, mượn, cho ngươi mượn muội ngươi. Vẫn là lần đầu tiên nàng nghe có người nói mượn man thú. Mượn man thú, sao không lên trời đi? Ngươi sao không chạy đi mượn lão bà của người ta mà chơi? Hai mắt nàng nheo lại, cười lạnh một tiếng. Nàng đang định giáo huấn đối phương một trận, bảo hắn đừng si tâm vọng tưởng. Lại thấy Chu Cẩm Hoàng đi tới trước mặt nàng, nhỏ giọng nói. Mạc Phú tiểu thư, ta cảm thấy cho hắn mượn thanh ưng thú thuần phục cũng không có vấn đề gì. Ngươi nói cái gì? Nàng híp mắt lại nhìn lại, hình như chỉ cần hắn trả lời có vấn đề, vị Mạc Phú tiểu thư này tuyệt đối sẽ lập tức nổi giận. Thanh ưng thú nàng đã thuần phục, mức độ trung thành còn đạt tới 30. Hắn muốn thuần phục tuyệt đối không có khả năng. Người này không phải tự cho mình là đúng, dương dương đắc ý sao? Có thể để cho hắn thử xem. Một khi thuần phục không thành, một lát nữa, xem hắn còn mặt mũi nào, tiếp tục giả vờ giả vịt. Chu Cẩm Hoàng hừ lạnh. Không sai, man thú đã có chủ nhân, còn muốn thuần phục. Ngay cả phong đường chủ loại thuần thú sư nhị tinh đỉnh phong cũng làm không được. Hắn một kẻ ngay cả thuần thú sư cũng không phải, lại dám phát ngôn bừa bãi. Đùa gì thế? Chu Tuyên cũng nói. Chuyện này. Nghe được hai người nói vậy, Mạc Phú tiểu thư có chút do dự, sau đó gật đầu. Bọn họ nói không sai. Man thú đã nhận chủ, người khác còn muốn thuần phục, gần như không có khả năng. Người này nếu không biết tốt xấu, khiến cho hắn xấu mặt cũng không tính là gì cả. Nghĩ vậy, nàng hừ lạnh một tiếng, nhìn lại. Ngươi muốn mượn, thanh ưng thú của ta ở nơi này, nếu như ngươi có thể thuần phục, nó lại là của ngươi. Thật sao? Trương Huyền chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới đối phương thật sự đáp ứng. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, quay đầu lại nhìn về phía đám người phong đường chủ. Nếu như ta thuần phục con thanh ưng thú này, tính là thông qua chứ? Cái này, tính là thông qua. Đám người phong đường chủ gật đầu, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Người này vừa trả lời tri thức căn bản, phản ứng nhanh chóng, tri thức uyên bác. Thế nào về phương diện thuần thú lại thoáng cái trở nên cái gì cũng đều không hiểu vậy. Con thanh ưng thú này nhìn về phía Mạc Vũ tiểu thư, đầy quyến luyến. Rất rõ ràng còn cách hoàn toàn thuần phục chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi muốn thuần phục nó, đây không phải là tìm phiền toái sao. Sợ rằng, so với tìm một con man thú hoang dã, thời gian còn muốn chậm hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Trải qua một hồi điều chỉnh này, bất kể thể lực hay tinh thần đều khôi phục gần hết, Trương Huyền mỉm cười, bước vài bước đi tới trước mặt thanh ưng thú. Chim ưng nhỏ, chủ nhân của ngươi đã cho ta mượn ngươi, tận dụng thời gian thuần phục. Thu, loại man thú đạt được thông huyền cảnh này, đã có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Vừa nghe nói như thế, thanh ưng thú nhất thời nổi giận. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Người khác thuần phục, đều mang theo đồ ăn ngon, đồ chơi rất vui. Các loại bảo vật. Hắn thì hay rồi, chỉ có tay không đi tới. Mấu chốt nhất chính là,
Thái độ của ngươi như vậy là sao? Ta cảm giác thuần phục ngươi chính phúc tu luyện mấy đời có được. Ta nhổ vào. Trong nháy mắt, thanh ưng thú tức giận, cánh khổng lồ vung mạnh lên, lại bổ về phái Trương Huyền. Phần phật. Tiếng gió thổi mãnh liệt, cánh cứng rắn và lông chim phối hợp lại, giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua, không khí phát ra tiếng nức nở. Man thú này là thông huyền cảnh, lực chiến đấu so với cường giả thông huyền cảnh bình thường cũng cường đại hơn. Chỗ cánh đánh qua, không khí giống như bị cắt, tất cả mọi người đều biến sắc, không nhịn được lui về phía sau. Đừng nói là đánh chính diện, cho dù một đạo cuồng phong, người ích huyệt cảnh cũng không thể chống lại. Bù! Mọi người lui về phía sau, Trương Huyền thần sắc thản nhiên, hoàn toàn không có chút khẩn trương nào. Thân thể hắn nhẹ nhàng thoán lắc một cái, đã xuất hiện ở cách đó 7, 8 thước, vừa vặn tránh thoát được công kích. Đùng! Mặt đá cứng rắn, bị cánh quất trúng, xuất hiện một vết nứt dài hơn 10 thước. Những tảng đá này là do thú đường trả một cái giá lớn đặc biệt mua từ Bạch Ngọc Thành, vô cùng cứng rắn. Cho dù cường giả ích huyệt cảnh đỉnh phong, dùng nắm đấm cứng rắn đập xuống, cũng không nhất định có thể lưu lại vết tích. Nay bị cánh thanh ưng thú nhẹ nhàng đảo qua lại xuất hiện vết nứt lớn như vậy, đủ thấy lực lượng của nó. Thật mạnh! Sắc mặt tất cả đám người Vân Đào đều trắng bệch. Chương 360, phương pháp đánh thuần thú 2. Đổi lại là bọn họ, khẳng định không kịp né tránh, lập tức bị đập chết tươi. Động thủ lần nữa ta sẽ không khách khí. Không kinh hoàng giống như mọi người, Trương Huyền nhăn mày lại, lộ ra một chút không vui. Thu! Nghe hắn nói như thế, nhìn thấy được vẻ mặt của hắn, thanh ưng thú càng nổi giận. Cánh nó run bay vút lên trời cao, móng vuốt vút lên trời cao chụp xuống. Thanh ưng thú, tuyệt chiêu lợi hại nhất chỉ có hai cái. Đầu tiên, cánh quét ngang. Thứ hai, cương chảo xé rách. Chiêu thứ hai, rõ ràng so với chiêu thứ nhất, rõ ràng càng cường đại hơn. Hơn nữa từ trên cao hạ xuống, bí mật mang theo lực bay trùng kích, cho dù là cường giả nửa bước tông sư không chừng gặp phải sợ rằng cũng phải chịu thiệt lớn. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cho ngươi thích thể hiện. Ngay cả thanh ưng thú cũng dám chọc giận, đáng đời. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đám người Chu Cẩm Hoàng, Chu Tuyên lộ ra biểu tình cười lạnh. Một chiêu của thanh ưng thú uy mãnh như vậy, ngay cả hộ vệ mạnh nhất của hắn cũng không chống đỡ được. Hắn không tin người thanh niên này thoạt nhìn thậm chí còn chưa tới 20 lại có thể chống đỡ được. Một khi bị chộp phải, cho dù không bị xé rách, cũng sẽ lột một lớp da. Thanh ưng thú lực lớn vô cùng, phối hợp với chiêu này, chỉ ít có thể phát huy ra lực lớn vượt quá 500 đỉnh, đã có thể so sánh với nửa bước tông sư. Phương pháp duy nhất chính là tránh né. Những người khác cũng không nghĩ tới tiểu tử này trêu chọc thù hận như vậy. Chỉ hai câu đã khiến cho thanh ưng thú, ngay cả cương chảo xé rách mạnh nhất cũng thi triển ra. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn qua. Thuần thú sư thuần phục không được man thú, bị man thú đánh chết, chỗ nào cũng có. Nhưng ở thời điểm thú đường sát hạch thuần thú sư, bị man thú giết chết, vẫn chưa từng nghe nói qua. Lại ở thời điểm tất cả mọi người không coi trọng Trương Huyền, giọng nói thản nhiên của hắn lại vang lên lần nữa. Nếu không biết tốt xấu, vậy ngại quá. Theo lời nói, hắn cũng không tránh né, nắm đấm siết chặt, trực tiếp nghênh đón đối với móng vuốt của đối phương. A! Tất cả mọi người run lên một cái. Móng vuốt của thanh ưng thú, ngay cả sắt thép cũng có thể dễ dàng bóp nát. Hắn lại trực tiếp dùng nắm đấm nghênh đón. Sự kinh hoàng của mọi người còn chưa có kết thúc, nắm đấm và móng vuốt đã va chạm vào nhau. Khi tất cả mọi người cho rằng, lần này hắn nhất định sẽ gãy xương tay, bản thân bị trọng thương. Bọn họ liền thấy thanh ưng thú từ trên không trung lao xuống không ai bì nổi, thét lên một tiếng chói tai, giống như bị một ngọn núi lớn đập trúng, không khống chế được phương hướng, một đầu từ trong không trung đâm xuống. Phụt! Nó nặng nề ngã trên mặt đất, móng lớn xé rách sắt thép, vặn vẹo thành bánh quai trèo. A! Những người khác lại la lên. Đồng dạng là một chữ, A, trước là một chữ khiếp sợ, chữ thứ hai là chấn động kinh ngạc, tâm tình giống như xe qua núi, lại chịu đựng sự kích thích, so với bọn họ vây bắt man thú còn muốn lớn hơn. Ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Chỉ có điều, chấn động kinh ngạc còn không có kết thúc, bọn họ lại nhìn thấy Trương Huyền một quyền đánh rơi thanh ưng thú xuống, đã đi tới trước mặt nó, một cước đạp tới. Thanh ưng thú còn chưa có kịp phản ứng, lại bay ngang ra ngoài. Nặng nề đập vào một cái cột trong gian phòng, không ngừng co giật. Hắn một cước đạp qua, lực lượng tuyệt đối vượt qua 600 đỉnh.
Cho dù lực phòng ngự của nó mạnh mẽ, căn bản cũng không thể chống đỡ nổi. Dám động thủ với ta, không muốn sống. Đạp một cước sinh nghiệt, Trương Huyền tiếp tục đi về phía trước, lại là một cước. Thanh ưng thú lại bay ngược ra, bộ dạng đã không còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giống như vừa rồi, trái lại giống như một con chuột ướt sũng nước. Nếu không phải man thú có phòng ngự mạnh mẽ, sợ rằng hai cái đá này, nó không chết cũng không khác biệt là mấy. Dừng tay. Mạc Phú Tiểu Thư tức giận, gương mặt ửng hồng. Đây chính là man thú của nàng, người không thuần phục được, cũng đừng thuần phục nữa. Đánh tiếp như vậy, sợ rằng cứu sống được cũng bị phế. Man thú nàng thật vất vả thuần phục, cũng không muốn khiến cho nó chết tại đây. Mạc Phú Tiểu Thư đừng có gấp, đây chính là phương pháp đánh thuần thú của Trương Huyền tiền bối. Vân Đào đã vội vàng đi tới. Phương pháp đánh thuần thú là bản thân ta đặt tên. Mỗi lần tiền bối thuần thú, đều sẽ đánh cho đối phương một trận. Xem ra lần này cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Vân Đào lộ ra sự sùng bái. Không hổ danh là Trương Huyền tiền bối, thủ đoạn thuần thú chính là không tầm thường. Đây chính là một trong những man thú thông huyền cảnh khó thuần phục nhất. Người khác đều mang thức ăn ngon nhất và thuốc chân quý nhất, đi vào lôi kéo. Người thì hay rồi, trực tiếp hạ thủ đánh đau, hoàn toàn không có chút lưu tình. Không bội phục ngươi cũng không được. Như vậy thật sự có thể thuần phục sao? Ta sợ là chỉ khiến thanh ưng thú tăng thêm phản cảm. Mạc Phú Tiểu Thư híp mắt lại. Bên trong tàng thư khố, nàng gần như đã xem hết. Nàng chưa từng nghe qua phương pháp đánh thuần thú gì đó. Làm như vậy, sẽ chỉ khiến cho man thú càng thêm đáng ghét, làm sao có thể thuần phục được. Thanh ưng thú, đứng vị trí sát đầu trong các man thú bay, cương quyết bất tuân, luôn luôn coi trọng thân phận, với bằng hữu kết giao bình đẳng. Có lẽ còn có thể liếc mắt nhìn thêm một cái. Ra tay điên cuồng đánh đã nghĩ thuần phục, cái đó so với nằm mơ không có gì khác nhau. Vung ống tay áo, Mạc Phú Tiểu Thư hừ một câu. Nàng còn chưa nói hết lời, đột nhiên thân thể cứng đờ ngay tại chỗ, đồng tử trợn tròn. À, đây, là tình huống gì? Chỉ thấy mới vừa rồi thanh ưng thú đối với Trương Huyền còn căm thù không thôi, hiện tại giãy giụa đứng dậy, vẻ mặt giống như lấy lòng từ từ đưa đầu qua. Giống như chó Nhật, trong mắt đầy nịnh nọt. Không ngờ, là man thú chủ động khuất phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 360.